Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 20 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương có các giải pháp bình ổn thị trường vàng, xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Thị trường vàng đã chứng kiến đà tăng ấn tượng trong thời gian qua và các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Nhiều nhà phân tích thị trường nhận định đà tăng này chưa thể tiêu tan ngay trong thời gian tới. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Từ tháng 12 năm 2023, giá vàng đã nhảy múa quanh mức 2.100 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí, mặt hàng kim loại quý này còn chạm tới mức kỷ lục 2.195 đô la Mỹ một ounce trong những ngày gần đây. Vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn. Giá của mặt hàng này sẽ tăng khi xuất hiện các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Các nhà quan sát cho rằng sự hưng phấn của các nhà đầu tư đẩy giá vàng và chứng khoán tăng vọt trong những ngày qua chính là kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ sớm hạ lãi suất. Lạm phát phi mã trong những tháng gần đây dường như đã được kiềm chế, tạo tiền đề cho Fed nới lỏng tiền tệ sớm sau nhiều tháng lãi suất liên tục ở mức đỉnh. Đặc biệt, diễn biến tốt của giá vàng trong những năm 2020 chủ yếu là nhờ vào nhu cầu vô độ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi.
Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2023 đạt 1.037 tấn, chỉ thấp hơn 45 tấn so với mức kỷ lục của năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng trung ương các quốc gia tiếp tục tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Thực tế, nhu cầu vật chất về vàng cũng rất lớn. Nhu cầu bán lẻ của Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, LBMA, một hiệp hội thương mại quốc tế đại diện cho thị trường vàng miếng, ghi nhận lực mua bán lẻ mạnh mẽ ở Nhật Bản cũng như ở Ấn Độ. Nhu cầu của Trung Quốc tăng rất mạnh trong tháng 2 nhờ sự thúc đẩy của các hoạt động mua sắm dịp Tết Nguyên đán, kể cả trong giới trẻ. Doanh số bán vàng miếng tại chi nhánh ngân hàng của chúng tôi đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng sẽ giao dịch cao hơn trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được hỗ trợ khi mà các cuộc căng thẳng và xung đột vẫn dai dẳng và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Do đó, cơn sốt vàng dường như vẫn chưa thể hạ nhiệt. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn đốc thúc các ngân hàng thương mại khẩn trương thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân hạn cuối là ngày 1 tháng 4 tới đây. Và đến thời điểm này thì nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Ngân hàng này tiên phong công bố trên trang web về lãi suất cho vay bình quân tháng 3 là 6,49% một năm. Mức lãi suất cho vay bình quân của BIDV 6,49% được tính toán trên cơ sở lãi suất cho vay của các khoản vay phát sinh trong kỳ báo cáo. Và với những khách hàng tốt và các dự án tốt hoặc là khách hàng được xếp hạng tín dụng cao, thậm chí là còn có thể cho vay với mức lãi suất thấp hơn cả mức lãi suất cho vay bình quân. Một số ngân hàng khác lại chia lãi suất vay ra nhiều kỳ hạn khi công khai. Các ngân hàng thương mại sẽ phải gửi đường dẫn công khai thông tin lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Khách hàng có thể lựa chọn các cái ngân hàng có những cái lãi suất bình quân thấp và các ngân hàng cũng lấy đó làm cái động lực để giảm những các chi phí liên quan hoạt động, các chi phí liên quan huy động vốn đầu vào để có được cái nguồn vốn đầu ra tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong cái việc mà tiếp cận cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh. Động thái công khai lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại đang được đón nhận tích cực. Bởi lẽ, mức lãi suất này nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Chúng tôi hy vọng là với việc mà các ngân hàng công khai lãi suất thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lãi suất với mức chi phí thấp nhất. Và đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng là cái thủ tục mà để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn ngân hàng một cách dễ dàng nhất. Hiểu rằng là đây là cái mức bình quân và cái mức để chúng ta tham khảo, để chúng ta đối chiếu. Còn mức độ lãi suất như thế nào đối với từng doanh nghiệp một, từng dự án một thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ liên quan đến chuyện một là cái mức độ rủi ro của cái dự án đó, của doanh nghiệp đó. Ta nên nhớ rằng là càng rủi ro cao thì lãi suất nó càng phải cao để bù đắp cái rủi ro đó. Thứ hai là thời hạn vay vốn nó là lâu, dài hay là ngắn hạn. Và cái thứ ba là cái năng lực hay là cái khả năng chi trả của doanh nghiệp đó nó như thế nào. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin được công bố là lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay với từng đối tượng, từng doanh nghiệp hay từng loại hình. Để tránh hiểu lầm khi công bố lãi suất cho vay bình quân, Ngân hàng Nhà nước không giới hạn các tổ chức tín dụng công bố chi tiết các nhóm khách hàng, phân loại khách hàng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia vừa được khai mạc vào cuối tuần qua tại Điện Biên. Các sự kiện kích cầu du lịch cũng đang được các địa phương đẩy mạnh chào đón mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Và trong đó thì hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sắp tới có sự tham gia của hơn 50 tỉnh, thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí du lịch nhộn nhịp của năm 2019. Để kích cầu du lịch, sẽ có hàng nghìn vé máy bay được giảm giá tung ra tại hội chợ du lịch quốc tế diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn, ưu đãi ở trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Đối với lại phần khách lẻ, thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa, cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines cũng như là tham gia cái chương trình hỗ trợ VITM lần này.
Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được coi là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn nhất trong năm. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cả 3 loại hình du lịch, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài outbound, tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam inbound và tiếp tục phát triển du lịch nội địa. Đặc biệt, du lịch xanh theo hướng bền vững là mục tiêu thu hút khách quốc tế đến và phục hồi khách nội địa ngày càng chất lượng. Hội chợ Việt Nam sẽ diễn ra rất nhiều những cái sự kiện để tập trung vào vấn đề tăng trưởng khách, thực hiện đúng cái chỉ thị 08 vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ. Thế thì tại hội chợ lần này, cái chủ đề chính của hội chợ là chuyển đổi xanh. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ tất cả mọi nền kinh tế của cả thế giới đang tập trung vào vấn đề chuyển đổi xanh. Cái du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch mà nó thân thiện với môi trường, du lịch nó có lợi cho sức khỏe thì mới được khách đón nhận. Vì vậy mà chúng ta một mặt là cải thiện chính sách về thị thực để tăng cường thu hút khách quốc tế, nhưng đồng thời phải cải thiện các cái chính sách để phát triển đầu tư vào sản phẩm du lịch mới đáp ứng đúng được cái nhu cầu du lịch. Năm nay ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Các sự kiện kích cầu, quảng bá, xúc tiến cả trong và ngoài nước nhằm đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai, các đơn vị thi công lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cũng như là vật tư để quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc vào cuối tháng 3 năm 2024, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện có 9 vị trí được thiết kế với 4 làn xe cho phép các phương tiện ô tô được vượt. Tại các nút giao chuyển từ 4 làn xe xuống 2 làn xe, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt thêm biển báo vào đường hẹp, cấm vượt hạn chế tốc độ, sơn thêm vạch gờ giảm tốc, lắp đặt các cọc tiêu mềm đoạn vuốt đầu nút giao thông, bổ sung lắp đặt các đinh phản quang giữa tim đường có 2 làn xe, tiêu phản quang trên tôn hộ lan. Đơn vị chúng tôi đang bố trí là 5 đội sản xuất đang thực hiện thi công trên tuyến, nhưng do cái điều kiện hiện tại ở ngoài hiện trường, một là thứ nhất mật độ phương tiện đi lại nó rất là nhiều, hai nữa là thời tiết tại khu vực công trường đây thì là nó có cái điều kiện sương mù, chính vì thế mà buổi tối ta không làm được. Đơn vị chúng tôi đang có một kế hoạch là tiếp tục đẩy thêm 1-2 mũi thi công nữa, là lái xe lên tuân thủ theo vạch kẻ đường, vạch sơn và biển báo, đặc biệt đi qua những đoạn hẹp, chú ý quan sát, không được vượt ẩu. Sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung, thêm các hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hiện có 11 đội thi công ở các hạng mục khác nhau, tiến độ chung đến nay đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Cái tuyến cao tốc này là thi công thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái chuyện là mình thi công chủ yếu là các cái phần tiêu đinh phản quang trên tim tuyến, nên là cái phương tiện đi lại nó cũng gây cái sự nguy hiểm cho những người tham gia thi công. Thế nên quán triệt tinh thần đấy thì Ban Hồ Chí Minh là đề nghị là bố trí đầy đủ tất cả các hệ thống an toàn giao thông trước khi triển khai thi công ở mỗi điểm. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 98 km kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đầu tư phân kỳ. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hạ tầng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến đường cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 và ngày 10 tháng 3 năm 2024, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Vào ngày 20 tháng 3, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nhận trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lãi đến hạn vào thời điểm trước khi bị cáo bị bắt giam. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, về nguyên tắc đây là vụ án hình sự, về xâm phạm sở hữu, khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu.
thực tế tất cả số tiền đầu tư đang đưa vào kinh doanh chưa phát sinh lợi nhuận. Do vậy, lợi nhuận từ tiền của các nhà đầu tư là không có. Đối với khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn, trước khi bị cáo bị bắt tạm giam thì bị cáo sẽ trả. Còn khoản tiền lãi phát sinh sau khi bị cáo bị bắt thì sẽ tuân thủ theo quyết định của hội đồng xét xử. Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã mong muốn sớm được nhận lại số tiền mua trái phiếu, số tiền lãi theo hợp đồng và các khoản tiền bồi thường khác. Một số bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện của các bị cáo trong công ty Tân Hoàng Minh đang huy động các nguồn tiền để nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án để Tân Hoàng Minh sớm hồi phục sản xuất kinh doanh hiệu quả và có điều kiện trả lãi cho các bị hại. Một số bị hại khác cũng đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm của một số cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cho phép phát hành trái phiếu bởi các bị hại đã dựa trên cơ sở ý kiến của những cơ quan này mà quyết định đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chiều mai 21 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan truyền thông và sản xuất nghe nhìn Bộ Quốc phòng Pháp đã cho ra mắt cuốn sách ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Và cơ quan này cũng tham gia sản xuất phim tài liệu về chiến tranh Đông Dương và giới thiệu tới công chúng trang web về những bức ảnh tư liệu liên quan đến trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp. Thế giới từng biết đến chiến dịch Điện Biên Phủ qua những ghi chép của các nhà sử học hoặc hồi ký của các nhân chứng. Nhưng có một cách khác để kể về chiến dịch này thông qua sức mạnh của hình ảnh. Với tựa đề Chiến dịch Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954, cuốn sách ảnh dày 211 trang đã được Cơ quan Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn Bộ Quốc phòng Pháp, gọi tắt là Expat, cho ra mắt hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cuốn sách ảnh nhằm kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ và giới thiệu hơn 160 bức ảnh đã được chụp trong những ngày đầu của chiến dịch. Đây là những bức ảnh rất đặc trưng do các phóng viên ảnh chiến trường Jean Perrault và Daniel Camus thực hiện. Bên cạnh đó cũng có những bức ảnh mà công chúng chưa được biết đến do chính các binh lính chụp bằng máy ảnh của họ. Bà Marina cho biết thêm, những bức ảnh không chỉ phản ánh hoạt động quân sự mà còn đề cập đến khía cạnh rất đời thường của những người lính Pháp và của người dân tộc bản địa. Cũng nhân dịp này, Expat cũng mở trang web Image Défense Điện Biên Phủ, tức là những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, để công chúng có thể truy cập và xem các hình ảnh liên quan đến chiến dịch này. Ngoài ra, Expat còn tham gia sản xuất hai bộ phim tài liệu có tên Những bóng ma Bắc Kỳ của Patrick Jardy, hãng Tom Noir, kể về sứ mệnh năm 1955 của đại úy Ben Mung, phụ trách tìm kiếm dấu vết và mộ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến, và phim Những cuộc chiến của họ tại Đông Dương của Jean-Pierre Bertin Magritte, hãng La Chambre aux Fresques, một bộ phim tài liệu dựa trên những bức thư và nhật ký của những người lính từng tham chiến tại Đông Dương và nhìn lại hành trình của ba người lính, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ. Tư liệu của Expat liên quan đến Đông Dương nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng là những kho tư liệu rất bổ ích cho các nhà sử học, nghiên cứu sinh, sinh viên, những người làm phim tài liệu, muốn tìm hiểu về các cuộc chiến. Ngoài ý nghĩa lịch sử, bộ ảnh còn giúp bạn đọc hiểu thêm đời sống tại địa phương, cuộc sống của những người lính Pháp và cả cuộc sống của những người Việt Nam tham gia chiến dịch. Là một trong số những trung tâm thông tin tư liệu lớn của Pháp, Expat cũng là cơ sở lưu giữ nhiều nhất những tư liệu về hình và ảnh liên quan đến Đông Dương, trong đó có Điện Biên Phủ. Điều đặc biệt của các tư liệu này là chúng chỉ phản ánh giai đoạn bắt đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những hình ảnh và thước phim do các phóng viên chiến trường gửi về trước ngày 27 tháng 3. Sau thời điểm này, quy mô của cuộc chiến đã lan rộng. Các phóng viên không thể gửi được hình ảnh hoặc các thước phim đã quay về Hà Nội. Bản thân họ cũng bị kẹt lại ở chiến trường. Riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ, Expat lưu giữ lên tới 2.500 bức ảnh và một số phim do Điện ảnh Quân đội thực hiện trong suốt giai đoạn từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954.
Thưa quý vị, gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại cuộc họp với 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về ý tưởng đề xuất dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Dự án sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì triển khai ở 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện trong 5 năm là từ năm 2026 tới năm 2031. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong 2 năm 2024 và 2025. Tổng chi phí để triển khai dự kiến là khoảng 375 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 8.968 tỷ đồng. Trong đó thì có 360 triệu đô la Mỹ từ khoản vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới, 15 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng từ đóng góp của chính phủ và địa phương. Mục tiêu của dự án là để thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao tại các tỉnh mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này sẽ được đo lường bằng các chỉ số như là tăng năng suất và sản lượng lúa, gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí thải nhà kính và thanh toán tín dụng carbon dựa trên kết quả. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất chính phủ giao cho Bộ chủ trì phối hợp với 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và nông dân thì cũng rất đồng tình. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các địa phương cố gắng phối hợp cùng với Bộ để hoàn thành sớm giai đoạn chuẩn bị cho dự án. Từ ngày 17 tháng 3 đến nay, cặp cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Việt Nam và hữu nghị quan Quảng Tây của Trung Quốc đã thực hiện tăng thêm giờ thông quan lên 2 tiếng từ 18 giờ lên đến 20 giờ để tăng cường thông quan xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam. Theo thông tin từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh Lạng Sơn tại thời điểm này, hiện nay bên phía Trung Quốc đang bị tồn khoảng gần 1.000 xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu là ô tô mới, trang thiết bị linh kiện điện tử, nguyên vật liệu. Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của phía Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, lực lượng chức năng hai bên cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam hữu nghị quan Trung Quốc đã trao đổi hội đàm và thống nhất tăng thêm 2 tiếng làm việc để thực hiện thông quan hàng hóa. Như vậy, nếu như bình thường các lực lượng chức năng làm việc đến 18 giờ hàng ngày thì nay tăng lên 20 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có thư công tác trao đổi với chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây Trung Quốc đề nghị tạo điều kiện cho các lực lượng tại cửa khẩu thông quan hàng hóa được thuận lợi, tăng thời gian thông quan từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai bên cũng thống nhất mở lại hầm Tả Phù Sơn ở phía Trung Quốc và thực hiện điều tiết phân luồng riêng cho phương tiện không có hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc giới 1116-1117 để trở về nước. Sau khi giao hàng xuất khẩu, phía đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 chỉ dành riêng cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển. Kéo dài cái thời gian thông quan thêm 2 tiếng thì cái lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu là cũng đã tăng lên. Đặc biệt là cái hàng nhập khẩu là từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã bố trí cán bộ công chức kéo dài cái thời gian làm việc để đảm bảo cho cái hàng hóa xuất khẩu được thông quan nhanh chóng. Qua thống kê của các lực lượng chức năng cho thấy sau khi tăng thêm 2 giờ làm việc và các biện pháp phân luồng điều tiết phương tiện đã giúp tăng số lượng phương tiện nhập khẩu vào Việt Nam. Trung bình mỗi ngày khoảng 700 xe nhập khẩu và khoảng 80 xe xuất khẩu. Bến bãi phía Trung Quốc giảm bớt được tình trạng ùn ứ đã tăng năng lực xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam được thuận lợi hơn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ hàng lái xe của phía Việt Nam có hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh cần thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu của các cơ quan ban ngành chuyên môn để điều tiết hàng hóa hợp lý, qua đó giúp cho hoạt động biên mậu của Lạng Sơn ổn định, nhanh chóng, không bị ùn ứ vì phải chờ đợi. Tiếp tục bản tin là những thông tin về giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Thời gian gần đây, việc cấp phép các dự án nhà ở mới giảm mạnh dẫn đến nguồn cung bất động sản khan hiếm, kéo theo đó là giá nhà liên tục tăng. Nếu tham chiếu từ năm 1990, giá bất động sản đã tăng lên trên 120 lần. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá bán chung cư đã tăng từ 50 đến 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn ghi nhận mức tăng cao nhất, gấp 2 lần. Từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm. Cụ thể, bưởi da xanh đang được bà con bán cho thương lái ở mức 14 đến 16.000 đồng một kg. Theo các nhà vườn,
Nguyên nhân giá bưởi da xanh giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh sau Tết và nguồn cung dồi dào do được người dân tại nhiều địa phương trong nước phát triển trồng. Hiện thị trường có nhiều loại trái cây giá rẻ để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, từ đó cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của bưởi da xanh. Hiện đã bước vào vụ thu hoạch dứa tại các vùng trồng trọng điểm. Năm nay dứa được mùa, mẫu mã đẹp, sản lượng nhiều, giá cả cũng đạt mức cao kỷ lục. Cụ thể, nông dân cắt bán tại đồi cho thương lái loại trung bình được giá khoảng từ 6.500 đến 7.000 đồng 1 kg, loại đẹp lên tới 8.000 đồng 1 kg. Các năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là cung ứng cho các nhà máy chế biến ở khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các chợ dân sinh ở miền Bắc. Thưa quý vị, đội SOS Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chuyên hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp sự cố trong đêm như là hư xe hay là tai nạn giao thông. Trải qua gần 6 năm hoạt động, đội đã giúp đỡ được hàng ngàn trường hợp người dân gặp nạn. Không chỉ là những nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thanh niên thành phố mang tên Bác. Chúng ta phải đi theo cái lịch trình là quốc lộ 1A, Kha Vạn Cân và đi tuần tra ở tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Rồi, dạ các bạn chuẩn bị, chúng ta xuất phát. Một đêm cứu nạn cứu hộ của đội SOS Hướng Nam thường diễn ra như thế, cứ từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hàng ngày, khi nhiều người đã về nhà hay chìm vào giấc ngủ, thì những bạn trẻ với cùng mục đích lý tưởng lại chạy xe khắp nẻo đường ngõ ngách của thành phố để giúp đỡ người dân. Không chỉ chủ động đi tuần tra, khi người dân gặp nạn gọi vào số hotline 0906 307 063 của đội, đội sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Mình đã từng là nạn nhân trong một vụ tai nạn. Và khi đó thì người dân đứng xung quanh cũng rất là nhiều nhưng mà người ta không thể giúp đỡ mình được. Tại vì một số lý do khách quan nên là từ đó sau khi mà trải qua cái sự việc đó thì mình mới nung nấu cái ý định là thành lập một cái đội để hỗ trợ cho bà con gặp tai nạn. Và mong muốn là sẽ không có một người nào đó phải nằm lại giữa đêm giống như mình. Đội SOS Hướng Nam ra đời từ năm 2018 là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đội có 15 thành viên, cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn người đi làm. Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp từ những người bị hư xe đến những người bị tai nạn giao thông gặp nạn trên đường. Đội đã nhận được nhiều cờ thi đua bằng khen của các cấp trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh với những nghĩa cử cao đẹp của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một cái tai nạn là em ngơ luôn, em đúng, em chỉ biết nhìn thôi, em không biết làm gì hết. Nhưng mà sau này em đi nhiều, thực tiễn nhiều từ các bệnh viện cũng như là các cái kiến thức em được học và những cái trải nghiệm khi tham gia cùng đội thì em đã không còn sợ nữa. Trải qua thì cũng nhiều thăng trầm, lúc vui có, lúc buồn có, rồi anh em rồi khó khăn thì anh em cũng giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình. Nên là mình cũng muốn gắn bó sâu với đội SOS Nam. Hy vọng là các bạn trẻ sau này các bạn nhìn vào đây các bạn thấy mình có thêm một cái gọi là nơi để mình hoạt động từ thiện lành mạnh. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc, một câu chuyện khác nhau và để lại trong mỗi thành viên rất nhiều điều đáng nhớ. Dù độ tuổi hay ngành nghề khác nhau nhưng trong họ đều có chung một lý tưởng, đó là được giúp đỡ những người gặp nạn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị bổ sung nhóm chủ nhà trọ được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi khi mà tự xây dựng hoặc là cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Lý do là các chủ nhà trọ đang góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân, lao động và người nhập cư. Ngoài đề xuất cho vay vốn ưu đãi, HORIA cũng đề nghị xem xét giảm bớt mức thuế khoán thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng cho các chủ nhà trọ hiện nay. Bởi thuế thu nhập cá nhân bằng 7% mỗi doanh thu đối với các chủ nhà trọ hiện khá cao, chưa hợp tình hợp lý. Do vậy, cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Mức thuế thu nhập cá nhân đề xuất là 5% mỗi doanh thu. Thành phố có khoảng 60.470 cá nhân hộ gia đình đã đầu tư xây dựng các khu nhà trọ với nhiều phòng trọ cho thuê hoặc nhà ngăn phòng cho thuê với tổng số khoảng 560.219 phòng trọ. Lượng nhà trọ này đã góp phần giải quyết nhu cầu thuê phòng trọ cho hơn 1,4 triệu công nhân lao động, người nhập cư và có cả thành phần trí thức, chuyên viên thuê nhà trọ.
Từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh thành phố. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành phố cần phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian vừa qua thì tại tỉnh Đắk Lắk, tài liệu giáo dục địa phương được tỉnh biên soạn đưa vào các trường học, cấp học cùng với các môn học khác. Bằng nhiều phương pháp và cách thức thể hiện, tổ chức dạy và học khác nhau, hoạt động giáo dục địa phương được triển khai hiệu quả. Các em học sinh thì đều rất hứng thú, hiểu rõ và thêm tự hào về lịch sử, địa lý và con người địa phương. Tiết học giáo dục địa phương khối lớp 10 của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng luôn rộn ràng tiếng trao đổi giữa học sinh và giáo viên. Chương trình giáo dục địa phương được đưa vào trung học đã 2 năm, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh hiểu biết sâu hơn về nơi mình sinh ra và lớn lên, từ đó vun đắp tình yêu quê hương để sau này các em học tập, trưởng thành, mong muốn quay về xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Một thực tế là rất là nhiều em học sinh của chúng tôi ở đây là khi mà các em sinh ra lớn lên thì các em chưa có điều kiện, chưa có dịp hiểu biết sâu về văn hóa của dân tộc mình. Một số em là, tôi lấy ví dụ là các em không phân biệt được trang phục của người Ế Đê với trang phục của người Mân Âu chẳng hạn. Thì thông qua chương trình giáo dục địa phương thì các em biết được điều đấy. Trong các tiết học thì em được học về các nội dung, ví dụ như là về văn học của các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thì em hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc và đặc biệt là các dân tộc tại chỗ ở nơi đây. Để các em học sinh hứng thú hơn với những tiết học lịch sử địa phương, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tích hợp, trải nghiệm thực tế như đến các buôn làng tìm hiểu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, tham quan khu di tích lịch sử, thăm bảo tàng, xem phim tư liệu về lịch sử, tham gia lễ hội truyền thống của địa phương. Học mà trải nghiệm thực tế là giúp ích cho các em rất là nhiều. Đây là một trong những cái phương pháp dạy mà hiệu quả nhất trong cái việc dạy học lịch sử địa phương. Tại Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh cũng chủ động triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh thông qua mô hình giờ học lịch sử, giờ học di sản văn hóa. Thời gian qua, bảo tàng đã tổ chức được 33 buổi học, thu hút gần 1.000 học sinh đến từ các trường tiểu học trong và ngoài tỉnh. Cái hoạt động các em không được thực tế chứng kiến hoặc nhìn thấy thì bảo tàng tổ chức những cái hoạt động như là trải nghiệm, có thể giao lưu với nhân chứng lịch sử, thì từ đó thì các em có thể giao lưu trực tiếp với nhân chứng. Các nhà trường còn linh hoạt và chủ động trong việc thực hiện ví dụ như là hướng tới các cái thiết chế văn hóa như các cái di sản để chúng ta có thể làm sống động lên những cái giá trị văn hóa đó. Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những kiến thức được học qua tiết học giáo dục địa phương sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống, có ý thức học tập và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, chủ đầu tư dự án Coco Bay Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng tại dự án này. Lý do của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo công ty Thành Đô là do đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý 2 năm 2024. Việc kéo dài các hợp đồng mua bán với khách hàng trong suốt thời gian vừa qua là điều không mong muốn. Siêu dự án đình đám tổ hợp du lịch giải trí Coco Bay Đà Nẵng từng được kỳ vọng là sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch của Đà Nẵng giờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Thời điểm khởi công dự án thì chủ đầu tư cho hay Coco Bay có tổng vốn đầu tư là 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 31 hectare. Dự án bao gồm tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục. Đến năm 2019, chủ đầu tư thông báo là chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12% một năm như là đã ký với khách hàng. Hiện nay dự án đã rơi vào tình trạng đắp chiếu, nhiều hạng mục đang thi công dang dở bị bỏ hoang, các hạng mục đã hoàn thiện thì đóng cửa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các ổ dịch bệnh dại gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân
và số người phải tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn đang có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, thì các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại. Sau khi xuất hiện các ổ dịch bệnh dại tại các điểm là huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu và thành phố Hạ Long với số ca phơi nhiễm 27 người, một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiêm phòng toàn bộ chó mèo, bao vây ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. Tại thành phố Hạ Long, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt, rà soát tổ chức tuyên truyền cảnh báo tiêu hủy số chó mèo bị chó dại cắn và phun tiêu độc khử trùng. Cơ quan chức năng đã xử lý tiêu hủy 22 con chó bị bệnh nghi bệnh. Nay là trong triển khai 2 ngày trong cái dịch phòng chống cao điểm trong cái tuần này ấy, thì xã Dân Chủ cũng đã tiến hành triển khai tiêm được khoảng đạt 90% và trong các số hộ nuôi là họ đều chấp hành đầy đủ. Trung tâm cũng đã chỉ đạo tất cả các phường xã triển khai phun và tiêm. Thì báo cáo đến giờ phút này thì toàn bộ trên địa bàn đã tiêm được khoảng tổng số khoảng 40% tổng đàn chó trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng vaccine dại trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến hết ngày 18 tháng 3 là hơn 40.000 con, đạt 38% tổng đàn. Hiện nay các địa phương đang gấp rút tiêm phòng để hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30 tháng 3. Các địa phương cũng đang tập trung tuyên truyền vận động cho người dân bị chó mèo cắn phải đến cơ sở y tế kiểm tra, tiêm vaccine hoặc kháng huyết thanh nếu có chỉ định. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tiêm phòng cho chó mèo, không chăn thả rông chó mèo, hạn chế tiếp xúc treo rọ mõm cho chó mèo, đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình giết mổ chó mèo. Phân công cụ thể cho từng cán bộ bộ phận, trong đó tập trung chủ yếu cho chỉ đạo cán bộ bộ phận chuyên môn rà soát các cái số lượng đàn chó cũng như là đàn vật nuôi ấy, trên địa bàn phường. Hiện nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động vaccine và kháng huyết thanh để kịp thời xử lý những trường hợp bị chó mèo cắn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch dại, qua đó hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch dại trên chó gây ra. Dù đã có đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục chứng tỏ uy tín của mình trong nội bộ đảng khi liên tiếp giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại nhiều bang trong ngày 19 tháng 3. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại toàn bộ 5 bang Arizona, Florida, Ohio, Kansas và Illinois, trong khi đương kim Tổng thống Biden cũng giành chiến thắng tại 4 bang, ngoại trừ cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ tại Florida bị hoãn. Một số đối thủ cũ của hai ứng cử viên dù đã rút lui nhưng vẫn có tên trên lá phiếu, song không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Trước vòng bầu cử này, cả ông Biden và ông Trump đều đã gom đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử làm ứng cử viên của đảng mình ra tay đấu với nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Biden đang có tổng cộng 2.483 phiếu đại biểu, trong khi ông Trump có 1.623 phiếu đại biểu để vượt xa các mốc phiếu đại biểu cần thiết. Dù cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ, song vòng bầu cử sơ bộ tại Mỹ sẽ tiếp tục đến tháng 6 tới, trước khi hai đảng tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8. Ngày hôm nay là ngày Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2024. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Hiện tại tôi đang đứng tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia. Cho đến thời điểm này thì Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia chưa đưa ra được công bố chính thức cho kết quả bầu cử năm 2024. Tuy nhiên thì các lực lượng vũ trang đã được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh cho ngày hôm nay. Hơn 3.000 cảnh sát ở thủ đô Jakarta đã được triển khai tới khu vực trụ sở của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Đại diện Nhân dân. Các xe đặc chủng quân sự cũng được bố trí dày đặc dọc con đường lớn nơi có trụ sở của hai cơ quan trên. Cảnh sát đã dự kiến các phương án phân luồng giao thông tùy thuộc vào tình hình thực địa do lo ngại xuất hiện biểu tình. Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả của 36 trong tổng số 38 tỉnh. Sau quá trình này, kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được xác nhận và công bố, có thể là vào tối nay. Ủy ban cần thời gian để kiểm tra các tài liệu hiện có. Hạn cuối cùng để công bố kết quả bầu cử là 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3. Trước đó, Indonesia đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 2 nhằm lựa chọn hơn 20.000 vị trí gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, 152 ghế hội đồng đại diện khu vực, 580 ghế cơ quan lập pháp cấp quốc gia,
hơn 2.300 ghế cho cơ quan lập pháp cấp tỉnh và hơn 17.000 ghế cho cơ quan lập pháp cấp quận, huyện. Vào ngày 20 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người vẫn đang mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu chở dầu Kyung Yang-sun vào sáng ngày 20 tháng 3. Tàu này đã thông báo tình trạng bị nghiêng khi đang ở khu vực ngoài khơi tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Thời điểm gặp nạn, tàu đang neo đậu tránh thời tiết xấu do sóng to và gió mạnh. Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc tàu gặp nạn chở 11 thuyền viên, bao gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 8 người Indonesia và 1 người Trung Quốc. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã vớt được 9 người, song 7 người trong số này đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang triển khai máy bay và tàu tuần tra tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chở 980 tấn axit acrylic và không phát hiện sự cố tràn hóa chất ra biển. Nhật Bản cam kết hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương để cùng xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát biểu trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong ngày họp thứ 2 của cuộc đối thoại quốc phòng cấp Bộ trưởng lần thứ 2 giữa Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh sự cần thiết hiện thực hóa một khu vực Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định trong một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Theo ông, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt tiến triển ổn định trong cam kết đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của các quốc đảo Thái Bình Dương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tôi tin rằng việc tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các bên. Cuộc đối thoại quốc phòng này có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Fiji, Papua New Guinea và Thái tử Vương quốc Tonga. Đại diện 11 đảo quốc khác không có lực lượng quân đội tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Australia, New Zealand, Pháp, Canada, Chile, Anh và Mỹ cũng tham dự với tư cách là các nước đối tác. Cuộc đối thoại diễn ra trước thềm hội nghị lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Tokyo. Vào ngày 20 tháng 3, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và các nhà lập pháp của khối này đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine. Và đây được xem là một động thái làm xoa dịu làn sóng biểu tình phản đối của nông dân ở nhiều nước EU trong thời gian vừa qua. Cụ thể, thỏa thuận gia hạn thêm một năm miễn thuế, song bổ sung thêm yến mạch, trứng, thịt gia cầm và đường vào danh sách các sản phẩm nhập khẩu tự vệ nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường. Trong đó, lúa mì và lúa mạch sẽ không nằm trong danh sách này. Nghị viện châu Âu EP cho biết, biện pháp phanh khẩn cấp được sử dụng để ngăn lượng nhập khẩu tăng vượt quá khối lượng trung bình trong năm 2022 và 2023. Theo EP, thỏa thuận này sẽ củng cố cam kết của EU kề vai sát cánh với Ukraine, cũng như làm giảm áp lực lên nông dân EU trước sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu từ Ukraine. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ được các nước thành viên EU chính thức thông qua tại cuộc họp toàn thể vào cuối tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 tới. Sở đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố một dòng tiền xu mới, in hình chiếc phi thuyền mang tính biểu tượng của bộ phim viễn tưởng Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là mẫu xu đầu tiên trong loạt 4 mẫu mới dành riêng cho các phương tiện nổi tiếng trong loạt phim ăn khách này. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết, với các mệnh giá 50 pence và 1 bảng Anh, khi nghiêng đồng xu sẽ thấy chiếc phi thuyền Millennium Falcon và biểu tượng Star Wars của Liên minh nổi dậy. Các thợ đúc tiền đã kết hợp các kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, sử dụng laser picosecond tiên tiến để in các mẫu thiết kế phức tạp lên các đồng tiền. Các mẫu đồng xu in hình các phi thuyền khác của bộ phim sẽ gồm Fighter, X-Wing và Death Star 2 cũng sẽ sớm được công bố. Đại diện của xưởng đúc tiền Anh cho biết, dòng tiền xu này nhằm kỷ niệm loạt phim viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới Star Wars quay trở lại, đồng thời kỳ vọng chúng sẽ tạo nên sự hào hứng giữa những người hâm mộ của bộ phim cũng như những người thích sưu tập tiền xu. Thưa quý vị, hạnh phúc cho mọi người là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay, nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng có hoạt động tích cực, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.
Mưu cầu hạnh phúc không chỉ riêng ai, và khi dân số Trung Quốc già hóa, những người ở tuổi xế chiều tại Thượng Hải đang cố gắng xua đi nỗi cô đơn bằng những buổi hẹn hò. Từ hơn 10 năm nay, mỗi tuần nhóm mai mối những người đã nghỉ hưu ở Thượng Hải lại tụ tập. Họ đem theo trà, bánh, thậm chí là rượu từ nhà. Bầu không khí và tiếng ồn xung quanh khiến nơi đây giống căng tin trường học cấp 3 hơn là nơi người già tụ tập. Một số người ngồi cười khúc khích và trò chuyện, trong khi số khác lại đi lại trong phòng để làm quen với những người bạn mới. Là một người đàn ông, đặc biệt là đã lớn tuổi, tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm lãng mạn là liều thuốc chữa lành. Tôi luôn tin rằng nếu tôi có thể tìm một người bạn có thể cùng chia ngọt sẻ bùi thì không còn gì để tiếc nuối. Người đàn ông 68 tuổi thường xuyên ngồi tàu điện nửa tiếng để đến các buổi mai mối hẹn hò mỗi tuần. Tôi không tới đây để tìm kiếm một người vợ. Tôi tới đây vì tôi thấy mình được thư giãn vui vẻ. Vì giờ tôi và những người ở đây đều đã già. Chúng tôi cần không gian thư giãn, giao lưu của riêng mình. Đừng nghĩ rằng chúng tôi kiếm vợ, kiếm chồng. Chúng tôi chỉ kết bạn, tìm kiếm niềm vui. Các buổi hẹn hò này không có người đứng ra tổ chức. Đa số cho biết đến đây vì nghe bạn bè kể chuyện. Chúng tôi đã biến nơi này thành một tụ điểm của các cụ. Bạn biết đấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc là khá cao. Vậy sau khi ly hôn, làm sao để cân bằng cuộc sống tình cảm? Họ phải tìm kiếm một nơi để chữa lành. Do đó cửa hàng muốn cung cấp một nơi giống ở nhà để họ gặp gỡ bạn bè. Khi đã ở độ tuổi này, tôi nhận ra mình không có nhiều thời gian để ngại ngùng nữa. Tôi không ngại nói ra cảm xúc của mình. Không chỉ những người trẻ tuổi mới cần tình yêu, người già như chúng tôi cũng muốn được yêu thương. Không chỉ hẹn hò trong những không gian hẹp, một số người còn tới công viên nhân dân vào cuối tuần. Họ tự giới thiệu bản thân và trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, do đa phần những tụ điểm này đều là tự phát, không có nhà quản lý, nên có thể xuất hiện những kẻ xấu lợi dụng sự cả tin và yếu lòng của người khác. Có lẽ những người lớn tuổi cần có những câu lạc bộ làm quen đúng nghĩa để tình yêu xế chiều được lên tiếng. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ảnh hưởng của nạn đói tại dải Gaza ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do cân nặng quá thấp. Trong một tuyên bố, WHO bày tỏ quan ngại tình trạng phụ nữ mang thai bị thiếu cân có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em cũng cận kề cái chết do thiếu lương thực. Hiện WHO đang tập trung vào việc thành lập các trung tâm y tế để giúp ổn định tình trạng suy dinh dưỡng tại Gaza, song điều này cần tới những nguồn lực lớn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 2.000 tấn hàng viện trợ của nước này đã tới Gaza qua Jordani và sẽ được phân phối bởi chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tiếp nhận thêm 4 máy bay chở hàng viện trợ với hơn 135 tấn hàng và hơn 70 xe tải hàng hóa đã tới Gaza qua cửa khẩu Rafah. Tổ chức nhân đạo Open Arms cũng xác nhận đã vận chuyển 200 tấn viện trợ lương thực tới Gaza trong tuần này và kêu gọi các quốc gia tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ thông qua hành lang nhân đạo trên biển từ Cộng hòa Síp tới Gaza. Sáng nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Australia Penny Wong đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Canberra của Australia, trong đó thì tập trung vào các vấn đề song phương nổi bật như là thuế quan, quyền con người và an ninh khu vực, cũng như là những vấn đề nóng trên thế giới hiện nay. Ngoại trưởng Australia khẳng định hai bên sẽ nỗ lực giải quyết một cách sáng suốt các bất đồng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc-Australia đang đi đúng hướng, thúc đẩy sự tin tưởng giữa hai bên. Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là một năm quan trọng để phát huy những thành quả đã đạt được và tiến xa hơn nữa. Ông kêu gọi hai bên cần cùng nhau xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, vững vàng hơn nữa. Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong hoan nghênh những tiến bộ trong thương mại giữa hai nước với việc dỡ bỏ nhiều lệnh cấm xuất khẩu từ phía Trung Quốc thời gian qua, đồng thời khẳng định đối thoại là cơ hội để hai bên thu hẹp những khác biệt. Đối thoại có thể không xóa bỏ hẳn được những khác biệt của chúng ta, nhưng chính phủ Australia sẽ luôn nỗ lực để xử lý những bất đồng này một cách sáng suốt. Cuộc gặp của hai quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước diễn ra trong bối cảnh chính phủ hai bên đang hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng do Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với các sản phẩm hàng hóa của Australia. Tuy nhiên, hai năm gần đây, hầu hết các rào cản thuế quan này đã được dỡ bỏ.
Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 tại thành phố Mông của Bỉ đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần thứ 10 về các vùng và thành phố và kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban các vùng của châu Âu. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Mông, trong đó nêu rõ những ưu tiên cho một châu Âu mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và có khả năng phục hồi cao hơn trong tương lai. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu thực hiện. Sự kiện có sự tham dự của hơn 3.000 lãnh đạo các vùng và thành phố trên khắp Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo địa phương đã thông qua tuyên bố Mông và văn kiện này đã được chuyển cho Thủ tướng nước chủ nhà Alexander De Croo, đại diện Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU của Bỉ. Tuyên bố đặc biệt kêu gọi các khoản đầu tư công đầy tham vọng, phù hợp với mục đích và được hỗ trợ bởi ngân sách ngày càng tăng. Những khoản đầu tư này phải được định hướng bằng mục tiêu gắn kết kinh tế, xã hội và lãnh thổ, với chính sách gắn kết là nền tảng của dự án châu Âu, đổi mới cam kết dành cho thỏa thuận xanh châu Âu với tư cách là kim chỉ nam của EU. Chính sách này phải trao thêm quyền lực cho chính quyền địa phương và khu vực. Tham vọng của các nhà lãnh đạo vì tương lai của châu Âu là theo đuổi sự hội tụ kinh tế và xã hội giữa các khu vực khác nhau của châu Âu. Đây chính là nguyên tắc gắn kết. Tất cả những thách thức lớn trong tương lai sẽ được giải quyết hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các chính sách đảm bảo cơ hội bình đẳng cũng phải được đưa ra nhằm phục vụ mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khía cạnh địa phương và khu vực của nền dân chủ châu Âu. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử châu Âu. Các thành phố và khu vực đều nhất trí về sự cần thiết của một chính sách hòa nhập được tăng cường để đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng trong bối cảnh đầu tư của Liên minh châu Âu trong tương lai tập trung vào việc hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và lãnh thổ. Hương Giang, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Hôm qua, nước Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại các bang Arizona, Florida, Ohio, Illinois và Kansas. Các cuộc bầu cử này diễn ra một tuần sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng 11 tới đây. Cả hai ứng cử viên đều được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng tại các bang trên. Tại bang Florida, Đảng Dân Chủ đã hoãn bỏ phiếu sơ bộ và trao toàn bộ 224 phiếu đại biểu cho Tổng thống Biden. Tại bang Ohio, ông Biden và ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ cho thấy, Tổng thống Biden giành được 87,4% số phiếu ủng hộ, tạm thời giành được 93 trên tổng số 127 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump đạt 78,3% số phiếu bầu, giành trọn 79 phiếu đại biểu. Bên cạnh những thuận lợi, ông Biden và ông Trump cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại bang Illinois, nhiều cử tri tại đây khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden nếu không có lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Trong khi đó, ông Trump lại đang vướng vào các rắc rối pháp lý và đang đối mặt với nhiều cáo trạng. Với tuổi đời gần 60 năm, cứ mỗi giây bán được hơn 16 chiếc, xe đồ chơi Hot Wheels không chỉ là món đồ yêu thích của các em nhỏ mà còn của cả người đã trưởng thành. Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Canada dành cả cuộc đời để sưu tập và sở hữu tới 25.000 chiếc xe cùng các loại phụ kiện xe hơi của Hot Wheels. Đối với ông Doug Woods, thời ông còn là cậu bé 4 tuổi, chiếc VW Beach Bomb nhỏ bé đời 1969 chỉ là một món đồ chơi trị giá 10 xu. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau, mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc ô tô và phụ tùng Hot Wheels, và được coi là một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu Canada. Ngày nay, những chiếc xe Hot Wheels là một phần cuộc sống của ông. Khi kết hôn, ông đã sử dụng Hot Wheels làm quà cưới. Cô con gái 6 tuổi là đối tác sưu tầm trung thành. Ông thành lập câu lạc bộ Hot Wheels Northern Lights, tổ chức họp mặt hàng tháng. Tháng 2 vừa qua, ông thậm chí còn trưng bày những chiếc xe hiếm nhất của mình tại triển lãm ô tô quốc tế Canada. Gia đình tôi thực sự ủng hộ sở thích của tôi, mặc dù đó là một sở thích tốn kém. Nó đã giúp tôi kết nối nhiều bạn bè trong nhiều năm qua trên toàn thế giới. Đối với Woods, mục tiêu chính của ông không phải phá kỷ lục của một nhà sưu tập người Mỹ sở hữu 30.000 chiếc Hot Wheels, mà là tìm một nơi để trưng bày bộ sưu tập của mình, thậm chí còn cân nhắc việc mở một bảo tàng du lịch. Hot Wheels là dòng sản phẩm của công ty Mattel, được sản xuất từ năm 1968. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy, vào năm 2022, doanh số bán hàng trên thị trường của Hot Wheels
đạt gần 618 triệu đô la Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, vào ngày 20 tháng 3 hàng năm thì đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố vào ngày hôm nay, Phần Lan tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Phần Lan đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo sát là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jean-Manuel Deneuve, cho biết các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tạo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh. Sự giàu có là rất quan trọng, nhưng đặc biệt là cách phân bổ của cải. Ở Phần Lan, Đan Mạch và các nước Scandinavia khác, bạn sẽ thấy rằng của cải được phân bổ đồng đều hơn, nên nhiều người được hưởng lợi từ của cải được tạo ra ở những quốc gia này. Và sau đó, mỗi người cũng ủng hộ nhà nước mang lại sự ổn định về tâm lý. Theo báo cáo, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ, trong khi ở Trung Đông và châu Âu lại tăng mạnh nhất. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Giàu có là một chuyện, nhưng ngoài ra còn có tuổi thọ mạnh khỏe. Điều này cũng rất cao ở các nước Scandinavia. Và cuối cùng, chúng tôi nhận thấy điều mà các quốc gia Scandinavia thực hiện nổi bật là về kết cấu xã hội, vốn xã hội của họ. Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trong cuộc khảo sát. Với chủ đề Cùng nhau hạnh phúc hơn, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi người trân trọng cảm giác được kết nối với người khác và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, khuyến khích mọi người cam kết tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và các cuộc xung đột. Sau chuyến bay từ Hà Nội và có nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, vào tối ngày hôm qua ngày 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta khá dễ chịu, khoảng từ 27 đến 29 độ. Điều kiện này khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ì cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất. Không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối nay đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt sân cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Trên thực tế, mặt cỏ sân thi đấu Bung Karno chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc và sự kiện phục vụ tranh cử tổng thống diễn ra hơn một tháng trước được tổ chức tại đây. Do không có buổi tập làm quen sân, nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bung Karno nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu. Sau đó sẽ tiếp tục tập trên sân đội đã luyện tập vào tối 19 tháng 3. Dự kiến trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn và trợ lý huấn luyện viên Ngô Tuấn Vinh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước khi vào cuộc họp báo. Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu vào lúc 12 giờ cùng ngày. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng,
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương có các giải pháp bình ổn thị trường vàng, xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Thị trường vàng đã chứng kiến đà tăng ấn tượng trong thời gian qua và các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Nhiều nhà phân tích thị trường nhận định đà tăng này chưa thể tiêu tan ngay trong thời gian tới. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Từ tháng 12 năm 2023, giá vàng đã nhảy múa quanh mức 2.100 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí, mặt hàng kim loại quý này còn chạm tới mức kỷ lục 2.195 đô la Mỹ một ounce trong những ngày gần đây. Vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn. Giá của mặt hàng này sẽ tăng khi xuất hiện các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Các nhà quan sát cho rằng sự hưng phấn của các nhà đầu tư đẩy giá vàng và chứng khoán tăng vọt trong những ngày qua chính là kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ sớm hạ lãi suất. Lạm phát phi mã trong những tháng gần đây dường như đã được kiềm chế, tạo tiền đề cho Fed nới lỏng tiền tệ sớm sau nhiều tháng lãi suất liên tục ở mức đỉnh. Đặc biệt, diễn biến tốt của giá vàng trong những năm 2020 chủ yếu là nhờ vào nhu cầu vô độ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2023 đạt 1.037 tấn, chỉ thấp hơn 45 tấn so với mức kỷ lục của năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng trung ương các quốc gia tiếp tục tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Thực tế, nhu cầu vật chất về vàng cũng rất lớn. Nhu cầu bán lẻ của Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, LBMA, một hiệp hội thương mại quốc tế đại diện cho thị trường vàng miếng, ghi nhận lực mua bán lẻ mạnh mẽ ở Nhật Bản cũng như ở Ấn Độ. Nhu cầu của Trung Quốc tăng rất mạnh trong tháng 2 nhờ sự thúc đẩy của các hoạt động mua sắm dịp Tết Nguyên đán, kể cả trong giới trẻ. Doanh số bán vàng miếng tại chi nhánh ngân hàng của chúng tôi đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng sẽ giao dịch cao hơn trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được hỗ trợ
khi mà các cuộc căng thẳng và xung đột vẫn dai dẳng và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Do đó, cơn sốt vàng dường như vẫn chưa thể hạ nhiệt. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn đốc thúc các ngân hàng thương mại khẩn trương thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân hạn cuối là ngày 1 tháng 4 tới đây. Và đến thời điểm này thì nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Ngân hàng này tiên phong công bố trên trang web về lãi suất cho vay bình quân tháng 3 là 6,49% một năm. Mức lãi suất cho vay bình quân của BIDV 6,49% được tính toán trên cơ sở lãi suất cho vay của các khoản vay phát sinh trong kỳ báo cáo. Và với những khách hàng tốt và các dự án tốt hoặc là khách hàng được xếp hạng tín dụng cao, thậm chí là còn có thể cho vay với mức lãi suất thấp hơn cả mức lãi suất cho vay bình quân. Một số ngân hàng khác lại chia lãi suất vay ra nhiều kỳ hạn khi công khai. Các ngân hàng thương mại sẽ phải gửi đường dẫn công khai thông tin lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Khách hàng có thể lựa chọn các cái ngân hàng có những cái mãi lãi suất bình quân thấp và các ngân hàng cũng lấy đó làm cái động lực để giảm những các chi phí liên quan hoạt động, các chi phí liên quan huy động vốn đầu vào để có được cái nguồn vốn đầu ra tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong cái việc mà tiếp cận cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh. Động thái công khai lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại đang được đón nhận tích cực. Bởi lẽ, mức lãi suất này nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Chúng tôi hy vọng là với việc mà các ngân hàng công khai lãi suất thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lãi suất với mức chi phí thấp nhất. Và đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng là cái thủ tục mà để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn ngân hàng một cách dễ dàng nhất. Điều rằng là đây là cái mức bình quân và cái mức để chúng ta tham khảo, để chúng ta đối chiếu. Còn mức độ lãi suất như thế nào đối với từng doanh nghiệp một, từng dự án một thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ liên quan đến chuyện một là cái mức độ rủi ro của cái dự án đó, của doanh nghiệp đó. Ta nên nhớ rằng là càng rủi ro cao thì lãi suất nó càng phải cao để bù đắp cái rủi ro đó. Thứ hai là thời hạn vay vốn nó là lâu, dài hay là ngắn hạn. Và cái thứ ba là cái năng lực hay là cái khả năng chi trả của doanh nghiệp đó nó như thế nào. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin được công bố là lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay với từng đối tượng, từng doanh nghiệp hay từng loại hình. Để tránh hiểu lầm khi công bố lãi suất cho vay bình quân, Ngân hàng Nhà nước không giới hạn các tổ chức tín dụng công bố chi tiết các nhóm khách hàng, phân loại khách hàng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia vừa được khai mạc vào cuối tuần qua tại Điện Biên. Các sự kiện kích cầu du lịch cũng đang được các địa phương đẩy mạnh chào đón mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Và trong đó thì hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sắp tới có sự tham gia của hơn 50 tỉnh, thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí du lịch nhộn nhịp của năm 2019. Để kích cầu du lịch, sẽ có hàng nghìn vé máy bay được giảm giá tung ra tại hội chợ du lịch quốc tế diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn, ưu đãi ở trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Đối với lại phần khách lẻ, thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa, cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp mà lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines cũng như là tham gia cái chương trình hỗ trợ VITM lần này. Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được coi là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn nhất trong năm. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cả ba loại hình du lịch, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài outbound, tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam inbound và tiếp tục phát triển du lịch nội địa. Đặc biệt, du lịch xanh theo hướng bền vững là mục tiêu thu hút khách quốc tế đến và phục hồi khách nội địa ngày càng chất lượng. Hội chợ VITM sẽ diễn ra rất nhiều những cái sự kiện để tập trung vào vấn đề tăng trưởng khách, thực hiện đúng cái chỉ thị 08 vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ. Thế thì tại hội chợ lần này, cái chủ đề chính của hội chợ là chuyển đổi xanh. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ tất cả mọi nền kinh tế của cả thế giới đang tập trung vào vấn đề chuyển đổi xanh. Cái du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch mà nó thân thiện với môi trường, du lịch nó có lợi cho sức khỏe thì mới được khách đón nhận.
Vì vậy mà chúng ta một mặt là cải thiện chính sách về thị thực để tăng cường thu hút khách quốc tế, nhưng đồng thời phải cải thiện các cái chính sách để phát triển đầu tư vào sản phẩm du lịch mới đáp ứng đúng được cái nhu cầu du lịch. Năm nay ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Các sự kiện kích cầu, quảng bá, xúc tiến cả trong và ngoài nước nhằm đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai, các đơn vị thi công lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cũng như là vật tư để quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc vào cuối tháng 3 năm 2024, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện có 9 vị trí được thiết kế với 4 làn xe cho phép các phương tiện ô tô được vượt. Tại các nút giao chuyển từ 4 làn xe xuống 2 làn xe, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt thêm biển báo vào đường hẹp, cấm vượt hạn chế tốc độ, sơn thêm vạch gờ giảm tốc, lắp đặt các cọc tiêu mềm đoạn vuốt đầu nút giao thông, bổ sung lắp đặt các đinh phản quang giữa tim đường có 2 làn xe, tiêu phản quang trên tôn hộ lan. Đơn vị chúng tôi đang bố trí là 5 đội sản xuất, đang thực hiện thi công trên tuyến. Nhưng do cái điều kiện hiện tại ở ngoài hiện trường, một là thứ nhất mật độ phương tiện đi lại nó rất là nhiều, hai nữa là thời tiết tại khu vực công trường đây thì là nó có cái điều kiện sương mù, chính vì thế mà buổi tối ta không làm được. Đơn vị chúng tôi đang có một kế hoạch là tiếp tục đẩy thêm 1-2 mũi thi công nữa, là lái xe lên tuân thủ theo vạch kẻ đường, vạch sơn và biển báo, đặc biệt đi qua những đoạn hẹp, chú ý quan sát, không được vượt ẩu. Sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung, thêm các hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hiện có 11 đội thi công ở các hạng mục khác nhau, tiến độ chung đến nay đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Cái tuyến cao tốc này là thi công thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái việc là mình thi công chủ yếu là các cái phần tiêu đinh phản quang trên tim tuyến, nên là cái phương tiện đi lại nó cũng gây cái sự nguy hiểm cho những người tham gia thi công. Thế nên quán triệt tinh thần đấy thì Ban Hồ Chí Minh là đề nghị là bố trí đầy đủ tất cả các hệ thống an toàn giao thông trước khi triển khai thi công ở mỗi điểm. Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài hơn 98 km kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đầu tư phân kỳ, giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hạ tầng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến đường cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 và ngày 10 tháng 3 năm 2024, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Vào ngày 20 tháng 3, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nhận trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lãi đến hạn vào thời điểm trước khi bị cáo bị bắt giam. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, về nguyên tắc đây là vụ án hình sự, về xâm phạm sở hữu, khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu. Thực tế tất cả số tiền đầu tư đang đưa vào kinh doanh chưa phát sinh lợi nhuận. Do vậy, lợi nhuận từ tiền của các nhà đầu tư là không có. Đối với khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn, trước khi bị cáo bị bắt tạm giam thì bị cáo sẽ trả. Còn khoản tiền lãi phát sinh sau khi bị cáo bị bắt thì sẽ tuân thủ theo quyết định của hội đồng xét xử. Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã mong muốn sớm được nhận lại số tiền mua trái phiếu, số tiền lãi theo hợp đồng và các khoản tiền bồi thường khác. Một số bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện của các bị cáo trong công ty Tân Hoàng Minh đang huy động các nguồn tiền để nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án để Tân Hoàng Minh sớm hồi phục sản xuất kinh doanh hiệu quả và có điều kiện trả lãi cho các bị hại. Một số bị hại khác cũng đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm của một số cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cho phép phát hành trái phiếu, bởi các bị hại đã dựa trên cơ sở ý kiến của những cơ quan này mà quyết định đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh.
Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chiều mai 21 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan truyền thông và sản xuất nghe nhìn Bộ Quốc phòng Pháp đã cho ra mắt cuốn sách ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Và cơ quan này cũng tham gia sản xuất phim tài liệu về chiến tranh Đông Dương và giới thiệu tới công chúng trang web về những bức ảnh tư liệu liên quan đến trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp. Thế giới từng biết đến chiến dịch Điện Biên Phủ qua những ghi chép của các nhà sử học hoặc hồi ký của các nhân chứng. Nhưng có một cách khác để kể về chiến dịch này thông qua sức mạnh của hình ảnh. Với tựa đề Chiến dịch Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954, cuốn sách ảnh dày 211 trang đã được cơ quan truyền thông và sản xuất nghe nhìn Bộ Quốc phòng Pháp, gọi tắt là Expat, cho ra mắt hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cuốn sách ảnh nhằm kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ và giới thiệu hơn 160 bức ảnh đã được chụp trong những ngày đầu của chiến dịch. Đây là những bức ảnh rất đặc trưng do các phóng viên ảnh chiến trường Jean Perrault và Daniel Camus thực hiện. Bên cạnh đó cũng có những bức ảnh mà công chúng chưa được biết đến do chính các binh lính chụp bằng máy ảnh của họ. Bà Marina cho biết thêm, những bức ảnh không chỉ phản ánh hoạt động quân sự mà còn đề cập đến khía cạnh rất đời thường của những người lính Pháp và cả người dân tộc bản địa. Cũng nhân dịp này, Expat cũng mở trang web Image Défense Điện Biên Phủ, tức là những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, để công chúng có thể truy cập và xem các hình ảnh liên quan đến chiến dịch này. Ngoài ra, Expat còn tham gia sản xuất hai bộ phim tài liệu có tên Những bóng ma Bắc Kỳ của Patrick Jardy, hãng Tom Noir, kể về sứ mệnh năm 1955 của đại úy Ben Mung, phụ trách tìm kiếm dấu vết và mộ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến, và phim Những cuộc chiến của họ tại Đông Dương của Jean-Pierre Bertin Magid, hãng La Chambre aux Fresques, một bộ phim tài liệu dựa trên những bức thư và nhật ký của những người lính từng tham chiến tại Đông Dương và nhìn lại hành trình của ba người lính, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ. Tư liệu của Expat liên quan đến Đông Dương nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng là những kho tư liệu rất bổ ích cho các nhà sử học, nghiên cứu sinh, sinh viên, những người làm phim tài liệu, muốn tìm hiểu về các cuộc chiến. Ngoài ý nghĩa lịch sử, bộ ảnh còn giúp bạn đọc hiểu thêm đời sống tại địa phương, cuộc sống của những người lính Pháp và cả cuộc sống của những người Việt Nam tham gia chiến dịch. Là một trong số những trung tâm thông tin tư liệu lớn của Pháp, Expat cũng là cơ sở lưu giữ nhiều nhất những tư liệu về hình và ảnh liên quan đến Đông Dương, trong đó có Điện Biên Phủ. Điều đặc biệt của các tư liệu này là chúng chỉ phản ánh giai đoạn bắt đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những hình ảnh và thước phim do các phóng viên chiến trường gửi về trước ngày 27 tháng 3. Sau thời điểm này, quy mô của cuộc chiến đã lan rộng. Các phóng viên không thể gửi được hình ảnh hoặc các thước phim đã quay về Hà Nội. Bản thân họ cũng bị kẹt lại ở chiến trường. Riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ, Expat lưu giữ lên tới 2.500 bức ảnh và một số phim do Điện ảnh Quân đội thực hiện trong suốt giai đoạn từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954. Thưa quý vị, gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại cuộc họp với 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về ý tưởng đề xuất dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Dự án sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì triển khai ở 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện trong 5 năm là từ năm 2026 tới năm 2031. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong 2 năm 2024 và 2025. Tổng chi phí để triển khai dự kiến là khoảng 375 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 8.968 tỷ đồng. Trong đó thì có 360 triệu đô la Mỹ từ khoản vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới, 15 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng từ đóng góp của chính phủ và địa phương. Mục tiêu của dự án là để thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao tại các tỉnh mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này sẽ được đo lường bằng các chỉ số như là tăng năng suất và sản lượng lúa, gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí thải nhà kính và thanh toán tín dụng carbon dựa trên kết quả.
Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất Chính phủ giao cho Bộ chủ trì phối hợp với 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và nông dân thì cũng rất đồng tình. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các địa phương cố gắng phối hợp cùng với Bộ để hoàn thành sớm giai đoạn chuẩn bị cho dự án. Từ ngày 17 tháng 3 đến nay, cặp cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Việt Nam và hữu nghị quan Quảng Tây của Trung Quốc đã thực hiện tăng thêm giờ thông quan lên 2 tiếng từ 18 giờ lên đến 20 giờ để tăng cường thông quan xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam. Theo thông tin từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, tại thời điểm này, hiện nay bên phía Trung Quốc đang bị tồn khoảng gần 1.000 xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu là ô tô mới, trang thiết bị linh kiện điện tử, nguyên vật liệu. Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của phía Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, lực lượng chức năng hai bên cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam hữu nghị quan Trung Quốc đã trao đổi hội đàm và thống nhất tăng thêm 2 tiếng làm việc để thực hiện thông quan hàng hóa. Như vậy, nếu như bình thường các lực lượng chức năng làm việc đến 18 giờ hàng ngày thì nay tăng lên 20 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn đã có thư công tác trao đổi với Chính phủ Nhân dân Thị Bằng Tường Quảng Tây Trung Quốc, đề nghị tạo điều kiện cho các lực lượng tại cửa khẩu thông quan hàng hóa được thuận lợi, tăng thời gian thông quan từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai bên cũng thống nhất mở lại hầm Tà Phù Sơn ở phía Trung Quốc và thực hiện điều tiết phân luồng riêng cho phương tiện không có hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc giới 1116-1117 để trở về nước. Sau khi giao hàng xuất khẩu, phía đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 chỉ dành riêng cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển. Kéo dài cái thời gian thông quan thêm 2 tiếng thì cái lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu là cũng đã tăng lên, đặc biệt là cái hàng nhập khẩu là từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã bố trí cán bộ công chức kéo dài cái thời gian làm việc để đảm bảo cho cái hàng hóa xuất khẩu được thông quan nhanh chóng. Qua thống kê của các lực lượng chức năng cho thấy sau khi tăng thêm 2 giờ làm việc và các biện pháp phân luồng điều tiết phương tiện đã giúp tăng số lượng phương tiện nhập khẩu vào Việt Nam. Trung bình mỗi ngày khoảng 700 xe nhập khẩu và khoảng 80 xe xuất khẩu. Bến bãi phía Trung Quốc giảm bớt được tình trạng ùn ứ đã tăng năng lực xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam được thuận lợi hơn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ hàng lái xe của phía Việt Nam có hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh cần thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu của các cơ quan ban ngành chuyên môn để điều tiết hàng hóa hợp lý, qua đó giúp cho hoạt động biên mậu của Lạng Sơn ổn định, nhanh chóng, không bị ùn ứ vì phải chờ đợi. Tiếp tục bản tin là những thông tin về giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Thời gian gần đây, việc cấp phép các dự án nhà ở mới giảm mạnh dẫn đến nguồn cung bất động sản khan hiếm, kéo theo đó là giá nhà liên tục tăng. Nếu tham chiếu từ năm 1990, giá bất động sản đã tăng lên trên 120 lần. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá bán chung cư đã tăng từ 50 đến 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn ghi nhận mức tăng cao nhất, gấp 2 lần. Từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm. Cụ thể, bưởi da xanh đang được bà con bán cho thương lái ở mức 14-16 nghìn đồng 1 kg. Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá bưởi da xanh giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh sau Tết và nguồn cung dồi dào do được người dân tại nhiều địa phương trong nước phát triển trồng. Hiện thị trường có nhiều loại trái cây giá rẻ để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, từ đó cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của bưởi da xanh. Hiện đã bước vào vụ thu hoạch dứa tại các vùng trồng trọng điểm. Năm nay dứa được mùa, mẫu mã đẹp, sản lượng nhiều, giá cả cũng đạt mức cao kỷ lục. Cụ thể, nông dân cắt bán tại đồi cho thương lái loại trung bình được giá khoảng từ 6.500 đến 7.000 đồng 1 kg, loại đẹp lên tới 8.000 đồng 1 kg. Các năm trước thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là cung ứng cho các nhà máy chế biến ở khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các chợ dân sinh ở miền Bắc. Thưa quý vị, đội SOS Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chuyên hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp sự cố trong đêm như là hư xe hay là tai nạn giao thông. Trải qua gần 6 năm hoạt động, đội đã giúp đỡ được hàng ngàn trường hợp người dân gặp nạn, không chỉ là những nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thanh niên thành phố mang tên Bác.
chúng ta phải đi theo cái lịch trình là quốc lộ 1A, Kha Vạn Cân và đi tuần tra ở tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Rồi, dạ các bạn chuẩn bị, chúng ta xuất phát. Một đêm cứu nạn cứu hộ của đội SOS hướng Nam thường diễn ra như thế, cứ từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hàng ngày, khi nhiều người đã về nhà hay chìm vào giấc ngủ, thì những bạn trẻ với cùng mục đích lý tưởng lại chạy xe khắp nẻo đường ngõ ngách của thành phố để giúp đỡ người dân. Không chỉ chủ động đi tuần tra, khi người dân gặp nạn gọi vào số hotline 0906 307 063 của đội, đội sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Mình đã từng là nạn nhân trong một vụ tai nạn, và khi đó thì người dân đứng xung quanh cũng rất là nhiều nhưng mà người ta không thể giúp đỡ mình được, tại vì một số lý do khách quan. Nên là từ đó, sau khi mà trải qua cái sự việc đó thì mình mới nung nấu cái ý định là thành lập một cái đội để hỗ trợ cho bà con gặp tai nạn, và mong muốn là sẽ không có một người nào đó phải nằm lại giữa đêm giống như mình. Đội SOS Hướng Nam ra đời từ năm 2018 là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đội có 15 thành viên, cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn người đi làm. Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp, từ những người bị hư xe đến những người bị tai nạn giao thông gặp nạn trên đường. Đội đã nhận được nhiều cờ thi đua bằng khen của các cấp trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh với những nghĩa cử cao đẹp của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một cái tai nạn là em ngơ luôn, em đứng, em chỉ biết nhìn thôi, em không biết làm gì hết. Nhưng mà sau này em đi nhiều, thực tiễn nhiều từ các bệnh viện, cũng như là các cái kiến thức em được học và những cái trải nghiệm khi tham gia cùng đội thì em đã không còn sợ nữa. Trải qua thì cũng nhiều thăng trầm, lúc vui có, lúc buồn có, rồi anh em rồi khó khăn thì anh em cũng giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình. Nên là mình cũng muốn gắn bó sâu với đội SOS Hướng Nam. Hy vọng là các bạn trẻ sau này các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy có thể, mình có thêm một cái gọi là nơi để mình hoạt động từ thiện lành mạnh. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc, một câu chuyện khác nhau và để lại trong mỗi thành viên rất nhiều điều đáng nhớ. Dù độ tuổi hay ngành nghề khác nhau, nhưng trong họ đều có chung một lý tưởng, đó là được giúp đỡ những người gặp nạn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị bổ sung nhóm chủ nhà trọ được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi khi mà tự xây dựng hoặc là cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Lý do là các chủ nhà trọ đang góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân, lao động và người nhập cư. Ngoài đề xuất cho vay vốn ưu đãi, HORIA cũng đề nghị xem xét giảm bớt mức thuế khoán thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng cho các chủ nhà trọ hiện nay. Bởi thuế thu nhập cá nhân bằng 7% mỗi doanh thu đối với các chủ nhà trọ hiện khá cao, chưa hợp tình hợp lý. Do vậy, cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Mức thuế thu nhập cá nhân đề xuất là 5% mỗi doanh thu. Thành phố có khoảng 60.470 cá nhân, hộ gia đình đã đầu tư xây dựng các khu nhà trọ với nhiều phòng trọ cho thuê hoặc nhà ngăn phòng cho thuê với tổng số khoảng 560.219 phòng trọ. Lượng nhà trọ này đã góp phần giải quyết nhu cầu thuê phòng trọ cho hơn 1,4 triệu công nhân lao động, người nhập cư và có cả thành phần trí thức chuyên viên thuê nhà trọ. Từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh thành phố. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cần phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian vừa qua thì tại tỉnh Đắk Lắk, tài liệu giáo dục địa phương được tỉnh biên soạn đưa vào các trường học, cấp học cùng với các môn học khác. Bằng nhiều phương pháp và cách thức thể hiện, tổ chức dạy và học khác nhau, hoạt động giáo dục địa phương được triển khai hiệu quả. Các em học sinh thì đều rất hứng thú, hiểu rõ và thêm tự hào về lịch sử, địa lý và con người địa phương. Tiết học giáo dục địa phương khối lớp 10
của trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng luôn rộn ràng tiếng trao đổi giữa học sinh và giáo viên. Chương trình giáo dục địa phương được đưa vào trung học đã 2 năm, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh hiểu biết sâu hơn về nơi mình sinh ra và lớn lên, từ đó vun đắp tình yêu quê hương để sau này các em học tập, trưởng thành, mong muốn quay về xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Một thực tế là rất là nhiều em học sinh của chúng tôi ở đây là khi mà các em sinh ra lớn lên thì các em chưa có điều kiện, chưa có dịp hiểu biết sâu về văn hóa của dân tộc mình. Một số em là, tôi lấy ví dụ là các em không phân biệt được trang phục của người Ế Đê với trang phục của người Mân Âu chẳng hạn. Thì thông qua chương trình giáo dục địa phương thì các em biết được điều đấy. Trong các tiết học thì em được học về các nội dung ví dụ như là về văn học của các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thì em hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc và đặc biệt là các dân tộc tại chỗ ở nơi đây. Để các em học sinh hứng thú hơn với những tiết học lịch sử địa phương, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tích hợp, trải nghiệm thực tế như đến các buôn làng tìm hiểu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, tham quan khu di tích lịch sử, thăm bảo tàng, xem phim tư liệu về lịch sử, tham gia lễ hội truyền thống của địa phương. Học mà trải nghiệm thực tế là giúp ích cho các em rất là nhiều. Đây là một trong những cái phương pháp dạy mà hiệu quả nhất trong cái việc dạy học lịch sử địa phương. Tại Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh cũng chủ động triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh thông qua mô hình giờ học lịch sử, giờ học di sản văn hóa. Thời gian qua, bảo tàng đã tổ chức được 33 buổi học, thu hút gần 1.000 học sinh đến từ các trường tiểu học trong và ngoài tỉnh. Cái hoạt động các em không được thực tế chứng kiến hoặc nhìn thấy thì bảo tàng tổ chức những cái hoạt động như là trải nghiệm, có thể giao lưu với nhân chứng lịch sử, thì từ đó thì các em có thể giao lưu trực tiếp với nhân chứng. Các nhà trường còn linh hoạt và chủ động trong việc thực hiện ví dụ như là hướng tới các cái thiết chế văn hóa như các cái di sản để chúng ta có thể làm sống động lên những cái giá trị văn hóa đó. Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những kiến thức được học qua tiết học giáo dục địa phương sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống, có ý thức học tập và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, chủ đầu tư dự án Coco Bay Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng tại dự án này. Lý do của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo công ty Thành Đô là do đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý 2 năm 2024. Việc kéo dài các hợp đồng mua bán với khách hàng trong suốt thời gian vừa qua là điều không mong muốn. Siêu dự án đình đám tổ hợp du lịch giải trí Coco Bay Đà Nẵng từng được kỳ vọng là sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch của Đà Nẵng giờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Thời điểm khởi công dự án thì chủ đầu tư cho hay Coco Bay có tổng vốn đầu tư là 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 31 hectare. Dự án bao gồm tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục. Đến năm 2019, chủ đầu tư thông báo là chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12% một năm như là đã ký với khách hàng. Hiện nay dự án đã rơi vào tình trạng đắp chiếu, nhiều hạng mục đang thi công dang dở bị bỏ hoang, các hạng mục đã hoàn thiện thì đóng cửa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các ổ dịch bệnh dại gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân và số người phải tiêm phòng dại do bị chó, mèo cắn đang có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, thì các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại. Sau khi xuất hiện các ổ dịch bệnh dại tại các điểm là huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu và thành phố Hạ Long với số ca phơi nhiễm 27 người, một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiêm phòng toàn bộ chó mèo, bao vây ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. Tại thành phố Hạ Long, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt, rà soát tổ chức tuyên truyền cảnh báo tiêu hủy số chó mèo bị chó dại cắn và phun tiêu độc khử trùng. Cơ quan chức năng đã xử lý tiêu hủy 22 con chó bị bệnh nghi bệnh. Nay là trong triển khai 2 ngày trong cái dịch phòng chống cao điểm trong cái tuần này ấy, thì xã Dân Chủ cũng đã tiến hành triển khai tiêm được khoảng đạt 90% và trong các số hộ nuôi là họ đều chấp hành đầy đủ. Trung tâm cũng đã chỉ đạo tất cả các phường xã triển khai phun và tiêm. Thì báo cáo đến giờ phút này thì toàn bộ trên địa bàn đã tiêm được khoảng tổng số khoảng 40% tổng đàn chó trên địa bàn.
Kết quả tiêm phòng vaccine dại trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến hết ngày 18 tháng 3 là hơn 40.000 con, đạt 38% tổng đàn. Hiện nay các địa phương đang gấp rút tiêm phòng để hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30 tháng 3. Các địa phương cũng đang tập trung tuyên truyền vận động cho người dân bị chó mèo cắn phải đến cơ sở y tế kiểm tra, tiêm vaccine hoặc kháng huyết thanh nếu có chỉ định. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tiêm phòng cho chó mèo, không chăn thả rông chó mèo, hạn chế tiếp xúc treo rọ mõm cho chó mèo, đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình giết mổ chó mèo. Phân công cụ thể cho từng cán bộ bộ phận, trong đó tập trung chủ yếu cho chỉ đạo cán bộ bộ phận chuyên môn rà soát các cái số lượng đàn chó cũng như là đàn vật nuôi ấy, trên địa bàn phường. Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động vaccine và kháng huyết thanh để kịp thời xử lý những trường hợp bị chó mèo cắn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch dại, qua đó hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch dại trên chó gây ra. Dù đã có đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục chứng tỏ uy tín của mình trong nội bộ đảng khi liên tiếp giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại nhiều bang trong ngày 19 tháng 3. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại toàn bộ 5 bang Arizona, Florida, Ohio, Kansas và Illinois, trong khi đương kim Tổng thống Biden cũng giành chiến thắng tại 4 bang, ngoại trừ cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ tại Florida bị hoãn. Một số đối thủ cũ của hai ứng cử viên dù đã rút lui nhưng vẫn có tên trên lá phiếu, song không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Trước vòng bầu cử này, cả ông Biden và ông Trump đều đã gom đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử làm ứng cử viên của đảng mình ra tay đấu với nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Biden đang có tổng cộng 2.483 phiếu đại biểu, trong khi ông Trump có 1.623 phiếu đại biểu để vượt xa các mốc phiếu đại biểu cần thiết. Dù cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ, song vòng bầu cử sơ bộ tại Mỹ sẽ tiếp tục đến tháng 6 tới, trước khi hai đảng tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8. Ngày hôm nay là ngày Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2024. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Hiện tại tôi đang đứng tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia. Cho đến thời điểm này thì Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia chưa đưa ra được công bố chính thức cho kết quả bầu cử năm 2024. Tuy nhiên thì các lực lượng vũ trang đã được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh cho ngày hôm nay. Hơn 3.000 cảnh sát ở thủ đô Jakarta đã được triển khai tới khu vực trụ sở của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Đại diện Nhân dân. Các xe đặc chủng quân sự cũng được bố trí dày đặc dọc con đường lớn nơi có trụ sở của hai cơ quan trên. Cảnh sát đã dự kiến các phương án phân luồng giao thông tùy thuộc vào tình hình thực địa do lo ngại xuất hiện biểu tình. Ủy ban bầu cử quốc gia đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả của 36 trong tổng số 38 tỉnh. Sau quá trình này, kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được xác nhận và công bố, có thể là vào tối nay. Ủy ban cần thời gian để kiểm tra các tài liệu hiện có. Hạn cuối cùng để công bố kết quả bầu cử là 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3. Trước đó, Indonesia đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 2 nhằm lựa chọn hơn 20.000 vị trí gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, 152 ghế Hội đồng Đại diện khu vực, 580 ghế cơ quan lập pháp cấp quốc gia, hơn 2.300 ghế cho cơ quan lập pháp cấp tỉnh và hơn 17.000 ghế cho cơ quan lập pháp cấp quận, huyện. Vào ngày 20 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người vẫn đang mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu chở dầu Kyung Yang-sun vào sáng ngày 20 tháng 3. Tàu này đã thông báo tình trạng bị nghiêng khi đang ở khu vực ngoài khơi tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Thời điểm gặp nạn, tàu đang neo đậu tránh thời tiết xấu do sóng to và gió mạnh. Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc tàu gặp nạn chở 11 thuyền viên, bao gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 8 người Indonesia và 1 người Trung Quốc. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã vớt được 9 người, song 7 người trong số này đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang triển khai máy bay và tàu tuần tra tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chở 980 tấn axit acrylic và không phát hiện sự cố tràn hóa chất ra biển.
Nhật Bản cam kết hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương để cùng xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát biểu trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong ngày họp thứ hai của cuộc đối thoại quốc phòng cấp Bộ trưởng lần thứ hai giữa Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh sự cần thiết hiện thực hóa một khu vực Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định trong một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Theo ông, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt tiến triển ổn định trong cam kết đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của các quốc đảo Thái Bình Dương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tôi tin rằng việc tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các bên. Cuộc đối thoại quốc phòng này có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Fiji, Papua New Guinea và Thái tử Vương quốc Tonga. Đại diện 11 đảo quốc khác không có lực lượng quân đội tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Australia, New Zealand, Pháp, Canada, Chile, Anh và Mỹ cũng tham dự với tư cách là các nước đối tác. Cuộc đối thoại diễn ra trước thềm hội nghị lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Tokyo. Vào ngày 20 tháng 3, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU và các nhà lập pháp của khối này đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine. Và đây được xem là một động thái làm xoa dịu làn sóng biểu tình phản đối của nông dân ở nhiều nước EU trong thời gian vừa qua. Cụ thể, thỏa thuận gia hạn thêm một năm miễn thuế, song bổ sung thêm yến mạch, trứng, thịt gia cầm và đường vào danh sách các sản phẩm nhập khẩu tự vệ nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường. Trong đó, lúa mì và lúa mạch sẽ không nằm trong danh sách này. Nghị viện châu Âu EP cho biết, biện pháp phanh khẩn cấp được sử dụng để ngăn lượng nhập khẩu tăng vượt quá khối lượng trung bình trong năm 2022 và 2023. Theo EP, thỏa thuận này sẽ củng cố cam kết của EU kề vai sát cánh với Ukraine, cũng như làm giảm áp lực lên nông dân EU trước sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu từ Ukraine. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ được các nước thành viên EU chính thức thông qua tại cuộc họp toàn thể vào cuối tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 tới. Sở đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố một dòng tiền xu mới, in hình chiếc phi thuyền mang tính biểu tượng của bộ phim viễn tưởng Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là mẫu xu đầu tiên trong loạt 4 mẫu mới dành riêng cho các phương tiện nổi tiếng trong loạt phim ăn khách này. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết, với các mệnh giá 50 pence và 1 bảng Anh, khi nghiêng đồng xu sẽ thấy chiếc phi thuyền Millennium Falcon và biểu tượng Star Wars của Liên minh nổi dậy. Các thợ đúc tiền đã kết hợp các kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, sử dụng laser picosecond tiên tiến để in các mẫu thiết kế phức tạp lên các đồng tiền. Các mẫu đồng xu in hình các phi thuyền khác của bộ phim sẽ gồm Fighter, X-Wing và Death Star 2 cũng sẽ sớm được công bố. Đại diện của xưởng đúc tiền Anh cho biết, dòng tiền xu này nhằm kỷ niệm loạt phim viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới Star Wars quay trở lại, đồng thời kỳ vọng chúng sẽ tạo nên sự hào hứng giữa những người hâm mộ của bộ phim cũng như những người thích sưu tập tiền xu. Thưa quý vị, hạnh phúc cho mọi người là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Mưu cầu hạnh phúc không chỉ riêng ai và khi dân số Trung Quốc già hóa, những người ở tuổi xế chiều tại Thượng Hải đang cố gắng xua đi nỗi cô đơn bằng những buổi hẹn hò. Từ hơn 10 năm nay, mỗi tuần nhóm mai mối những người đã nghỉ hưu ở Thượng Hải lại tụ tập. Họ đem theo trà, bánh, thậm chí là rượu từ nhà. Bầu không khí và tiếng ồn xung quanh khiến nơi đây giống căng tin trường học cấp 3 hơn là nơi người già tụ tập. Một số người ngồi cười khúc khích và trò chuyện, trong khi số khác lại đi lại trong phòng để làm quen với những người bạn mới. Là một người đàn ông, đặc biệt là đã lớn tuổi, tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm lãng mạn là liều thuốc chữa lành. Tôi luôn tin rằng nếu tôi có thể tìm một người bạn có thể cùng chia ngọt sẻ bùi thì không còn gì để tiếc nuối. Người đàn ông 68 tuổi thường xuyên ngồi tàu điện nửa tiếng để đến các buổi mai mối hẹn hò mỗi tuần. Tôi không tới đây để tìm kiếm một người vợ. Tôi tới đây vì tôi thấy mình được thư giãn vui vẻ. Vì giờ tôi và những người ở đây đều đã già. Chúng tôi cần không gian thư giãn, giao lưu của riêng mình. Đừng nghĩ rằng chúng tôi kiếm vợ, kiếm chồng. Chúng tôi chỉ kết bạn,
tìm kiếm niềm vui. Các buổi hẹn hò này không có người đứng ra tổ chức. Đa số cho biết đến đây vì nghe bạn bè kể chuyện. Chúng tôi đã biến nơi này thành một tụ điểm của các cụ. Bạn biết đấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc là khá cao. Vậy sau khi ly hôn, làm sao để cân bằng cuộc sống tình cảm? Họ phải tìm kiếm một nơi để chữa lành. Do đó, cửa hàng muốn cung cấp một nơi giống ở nhà để họ gặp gỡ bạn bè. Khi đã ở độ tuổi này, tôi nhận ra mình không có nhiều thời gian để ngại ngùng nữa. Tôi không ngại nói ra cảm xúc của mình. Không chỉ những người trẻ tuổi mới cần tình yêu, người già như chúng tôi cũng muốn được yêu thương. Không chỉ hẹn hò trong những không gian hẹp, một số người còn tới công viên nhân dân vào cuối tuần. Họ tự giới thiệu bản thân và trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, do đa phần những tụ điểm này đều là tự phát, không có nhà quản lý, nên có thể xuất hiện những kẻ xấu lợi dụng sự cả tin và yếu lòng của người khác. Có lẽ những người lớn tuổi cần có những câu lạc bộ làm quen đúng nghĩa để tình yêu xế chiều được lên tiếng. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ảnh hưởng của nạn đói tại giải Gaza ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do cân nặng quá thấp. Trong một tuyên bố, WHO bày tỏ quan ngại tình trạng phụ nữ mang thai bị thiếu cân có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em cũng cận kề cái chết do thiếu lương thực. Hiện WHO đang tập trung vào việc thành lập các trung tâm y tế để giúp ổn định tình trạng suy dinh dưỡng tại Gaza, song điều này cần tới những nguồn lực lớn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 2.000 tấn hàng viện trợ của nước này đã tới Gaza qua Jordani và sẽ được phân phối bởi chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tiếp nhận thêm 4 máy bay chở hàng viện trợ với hơn 135 tấn hàng và hơn 70 xe tải hàng hóa đã tới Gaza qua cửa khẩu Rafah. Tổ chức nhân đạo Open Arms cũng xác nhận đã vận chuyển 200 tấn viện trợ lương thực tới Gaza trong tuần này và kêu gọi các quốc gia tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ thông qua hành lang nhân đạo trên biển từ Cộng hòa Síp tới Gaza. Sáng nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Australia Penny Wong đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Canberra của Australia, trong đó thì tập trung vào các vấn đề song phương nổi bật như là thuế quan, quyền con người và an ninh khu vực, cũng như là những vấn đề nóng trên thế giới hiện nay. Ngoại trưởng Australia khẳng định hai bên sẽ nỗ lực giải quyết một cách sáng suốt các bất đồng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Australia đang đi đúng hướng, thúc đẩy sự tin tưởng giữa hai bên. Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là một năm quan trọng để phát huy những thành quả đã đạt được và tiến xa hơn nữa. Ông kêu gọi hai bên cần cùng nhau xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, vững vàng hơn nữa. Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong hoan nghênh những tiến bộ trong thương mại giữa hai nước với việc dỡ bỏ nhiều lệnh cấm xuất khẩu từ phía Trung Quốc thời gian qua, đồng thời khẳng định đối thoại là cơ hội để hai bên thu hẹp những khác biệt. Đối thoại có thể không xóa bỏ hẳn được những khác biệt của chúng ta, nhưng chính phủ Australia sẽ luôn nỗ lực để xử lý những bất đồng này một cách sáng suốt. Cuộc gặp của hai quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước diễn ra trong bối cảnh chính phủ hai bên đang hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng do Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với các sản phẩm hàng hóa của Australia. Tuy nhiên, hai năm gần đây, hầu hết các rào cản thuế quan này đã được dỡ bỏ. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 tại thành phố Mông của Bỉ đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần thứ 10 về các vùng và thành phố và kỷ niệm 30 năm thành lập ủy ban các vùng của châu Âu. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Mông, trong đó nêu rõ những ưu tiên cho một châu Âu mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và có khả năng phục hồi cao hơn trong tương lai. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu thực hiện. Sự kiện có sự tham dự của hơn 3.000 lãnh đạo các vùng và thành phố trên khắp Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo địa phương đã thông qua tuyên bố Mông và văn kiện này đã được chuyển cho Thủ tướng nước chủ nhà Alexander De Croo, đại diện Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU của Bỉ. Tuyên bố đặc biệt kêu gọi các khoản đầu tư công đầy tham vọng, phù hợp với mục đích và được hỗ trợ bởi ngân sách ngày càng tăng. Những khoản đầu tư này phải được định hướng bằng mục tiêu gắn kết kinh tế, xã hội và lãnh thổ, với chính sách gắn kết là nền tảng của dự án châu Âu, đổi mới cam kết dành cho thỏa thuận xanh châu Âu với tư cách là kim chỉ nam của EU. Chính sách này phải trao thêm quyền lực cho chính quyền địa phương và khu vực. Tham vọng của các nhà lãnh đạo vì tương lai của châu Âu là theo đuổi sự hội tụ kinh tế và xã hội giữa các khu vực khác nhau của châu Âu.
Đây chính là nguyên tắc gắn kết. Tất cả những thách thức lớn trong tương lai sẽ được giải quyết hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các chính sách đảm bảo cơ hội bình đẳng cũng phải được đưa ra nhằm phục vụ mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khía cạnh địa phương và khu vực của nền dân chủ châu Âu. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử châu Âu. Các thành phố và khu vực đều nhất trí về sự cần thiết của một chính sách hòa nhập được tăng cường để đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng trong bối cảnh đầu tư của Liên minh châu Âu trong tương lai tập trung vào việc hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và lãnh thổ. Hương Giang, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Hôm qua, nước Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại Bắc bang Arizona, Florida, Ohio, Illinois và Kansas. Các cuộc bầu cử này diễn ra một tuần sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng 11 tới đây. Cả hai ứng cử viên đều được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng tại các bang trên. Tại bang Florida, Đảng Dân Chủ đã hoãn bỏ phiếu sơ bộ và trao toàn bộ 224 phiếu đại biểu cho Tổng thống Biden. Tại bang Ohio, ông Biden và ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ cho thấy, Tổng thống Biden giành được 87,4% số phiếu ủng hộ, tạm thời giành được 93 trên tổng số 127 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump đạt 78,3% số phiếu bầu, giành trọn 79 phiếu đại biểu. Bên cạnh những thuận lợi, ông Biden và ông Trump cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại bang Illinois, nhiều cử tri tại đây khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden nếu không có lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Trong khi đó, ông Trump lại đang vướng vào các rắc rối pháp lý và đang đối mặt với nhiều cáo trạng. Với tuổi đời gần 60 năm, cứ mỗi giây bán được hơn 16 chiếc, xe đồ chơi Hot Wheels không chỉ là món đồ yêu thích của các em nhỏ mà còn của cả người đã trưởng thành. Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Canada dành cả cuộc đời để sưu tập và sở hữu tới 25.000 chiếc xe cùng các loại phụ kiện xe hơi của Hot Wheels. Đối với ông Doug Woods, thời ông còn là cậu bé 4 tuổi, chiếc VW Beach Bomb nhỏ bé đời 1969 chỉ là một món đồ chơi trị giá 10 xu. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau, mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc ô tô và phụ tùng Hot Wheels, và được coi là một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu Canada. Ngày nay, những chiếc xe Hot Wheels là một phần cuộc sống của ông. Khi kết hôn, ông đã sử dụng Hot Wheels làm quà cưới. Cô con gái 6 tuổi là đối tác sưu tầm trung thành. Ông thành lập câu lạc bộ Hot Wheels Northern Lights, tổ chức họp mặt hàng tháng. Tháng 2 vừa qua, ông thậm chí còn trưng bày những chiếc xe hiếm nhất của mình tại triển lãm ô tô quốc tế Canada. Gia đình tôi thực sự ủng hộ sở thích của tôi, mặc dù đó là một sở thích tốn kém. Nó đã giúp tôi kết nối nhiều bạn bè trong nhiều năm qua trên toàn thế giới. Đối với Woods, mục tiêu chính của ông không phải phá kỷ lục của một nhà sưu tập người Mỹ sở hữu 30.000 chiếc Hot Wheels, mà là tìm một nơi để trưng bày bộ sưu tập của mình, thậm chí còn cân nhắc việc mở một bảo tàng du lịch. Hot Wheels là dòng sản phẩm của công ty Mattel, được sản xuất từ năm 1968. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy, vào năm 2022, doanh số bán hàng trên thị trường của Hot Wheels đạt gần 618 triệu đô la Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, vào ngày 20 tháng 3 hàng năm thì đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố vào ngày hôm nay, Phần Lan tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Phần Lan đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo sát là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jean-Manuel Deneuve cho biết các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tạo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh.
Sự giàu có là rất quan trọng, nhưng đặc biệt là cách phân bổ của cải. Ở Phần Lan, Đan Mạch và các nước Scandinavia khác, bạn sẽ thấy rằng của cải được phân bổ đồng đều hơn, nên nhiều người được hưởng lợi từ của cải được tạo ra ở những quốc gia này. Và sau đó, mỗi người cũng ủng hộ nhà nước mang lại sự ổn định về tâm lý. Theo báo cáo, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ, trong khi ở Trung Đông và châu Âu lại tăng mạnh nhất. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Giàu có là một chuyện, nhưng ngoài ra còn có tuổi thọ mạnh khỏe. Điều này cũng rất cao ở các nước Scandinavia. Và cuối cùng, chúng tôi nhận thấy điều mà các quốc gia Scandinavia thực hiện nổi bật là về kết cấu xã hội, vốn xã hội của họ. Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trong cuộc khảo sát. Với chủ đề Cùng nhau hạnh phúc hơn, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi người trân trọng cảm giác được kết nối với người khác và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, khuyến khích mọi người cam kết tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và các cuộc xung đột. Sau chuyến bay từ Hà Nội và có nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, vào tối ngày hôm qua ngày 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta khá dễ chịu, khoảng từ 27 đến 29 độ. Điều kiện này khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ì cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất. Không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối nay đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt sân cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Trên thực tế, mặt cỏ sân thi đấu Bung Karno chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc và sự kiện phục vụ tranh cử tổng thống diễn ra hơn một tháng trước được tổ chức tại đây. Do không có buổi tập làm quen sân, nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bung Karno nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu. Sau đó sẽ tiếp tục tập trên sân đội đã luyện tập vào tối 19 tháng 3. Dự kiến trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn và trợ lý huấn luyện viên Ngô Tuấn Vinh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước khi vào cuộc họp báo. Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu vào lúc 12 giờ cùng ngày. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13,
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương có các giải pháp bình ổn thị trường vàng, xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Thị trường vàng đã chứng kiến đà tăng ấn tượng trong thời gian qua và các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Nhiều nhà phân tích thị trường nhận định đà tăng này chưa thể tiêu tan ngay trong thời gian tới. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Từ tháng 12 năm 2023, giá vàng đã nhảy múa quanh mức 2.100 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí, mặt hàng kim loại quý này còn chạm tới mức kỷ lục 2.195 đô la Mỹ một ounce trong những ngày gần đây. Vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn. Giá của mặt hàng này sẽ tăng khi xuất hiện các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Các nhà quan sát cho rằng sự hưng phấn của các nhà đầu tư đẩy giá vàng và chứng khoán tăng vọt trong những ngày qua chính là kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ sớm hạ lãi suất. Lạm phát phi mã trong những tháng gần đây dường như đã được kiềm chế, tạo tiền đề cho Fed nới lỏng tiền tệ sớm sau nhiều tháng lãi suất liên tục ở mức đỉnh. Đặc biệt, diễn biến tốt của giá vàng trong những năm 2020 chủ yếu là nhờ vào nhu cầu vô độ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2023 đạt 1.037 tấn, chỉ thấp hơn 45 tấn so với mức kỷ lục của năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng trung ương các quốc gia tiếp tục tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Thực tế, nhu cầu vật chất về vàng cũng rất lớn. Nhu cầu bán lẻ của Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, LBMA, một hiệp hội thương mại quốc tế đại diện cho thị trường vàng miếng, ghi nhận lực mua bán lẻ mạnh mẽ ở Nhật Bản cũng như ở Ấn Độ. Nhu cầu của Trung Quốc tăng rất mạnh trong tháng 2 nhờ sự thúc đẩy của các hoạt động mua sắm dịp Tết Nguyên đán, kể cả trong giới trẻ. Doanh số bán vàng miếng tại chi nhánh ngân hàng của chúng tôi đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng sẽ giao dịch cao hơn trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được hỗ trợ khi mà các cuộc căng thẳng và xung đột vẫn dai dẳng và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Do đó, cơn sốt vàng dường như vẫn chưa thể hạ nhiệt. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn đốc thúc các ngân hàng thương mại khẩn trương thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân hạn cuối là ngày 1 tháng 4 tới đây. Và đến thời điểm này thì nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Ngân hàng này tiên phong công bố trên trang web về lãi suất cho vay bình quân tháng 3 là 6,49% một năm. Mức lãi suất cho vay bình quân của BIDV 6,49% được tính toán trên cơ sở lãi suất cho vay của các khoản vay phát sinh trong kỳ báo cáo. Và với những khách hàng tốt
và các dự án tốt, hoặc là khách hàng được xếp hạng tín dụng cao, thậm chí là còn có thể cho vay với mức lãi suất thấp hơn cả mức lãi suất cho vay bình quân. Một số ngân hàng khác lại chia lãi suất vay ra nhiều kỳ hạn khi công khai. Các ngân hàng thương mại sẽ phải gửi đường dẫn công khai thông tin lãi suất về ngân hàng nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Khách hàng có thể lựa chọn các cái ngân hàng có những cái mãi lãi suất bình quân thấp, và các ngân hàng cũng lấy đó làm cái động lực để giảm những các chi phí liên quan hoạt động, các chi phí liên quan huy động vốn đầu vào để có được cái nguồn vốn đầu ra tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong cái việc mà tiếp cận cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh. Động thái công khai lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại đang được đón nhận tích cực, bởi lẽ mức lãi suất này nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Chúng tôi hy vọng là với việc mà các ngân hàng công khai lãi suất thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lãi suất với mức chi phí thấp nhất, và đồng thời chúng tôi cũng hy vọng là cái thủ tục mà để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn ngân hàng một cách dễ dàng nhất. Hiểu rằng là đây là cái mức bình quân và cái mức để chúng ta tham khảo, để chúng ta đối chiếu. Còn mức độ lãi suất như thế nào đối với từng doanh nghiệp một, từng dự án một thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ liên quan đến chuyện một là cái mức độ rủi ro của cái dự án đó, của doanh nghiệp đó. Ta nên nhớ rằng là càng rủi ro cao thì lãi suất nó càng phải cao để bù đắp cái rủi ro đó. Thứ hai là thời hạn vay vốn nó là lâu, dài hay là ngắn hạn. Và cái thứ ba là cái năng lực hay là cái khả năng chi trả của doanh nghiệp đó nó như thế nào. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin được công bố là lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay với từng đối tượng, từng doanh nghiệp hay từng loại hình. Để tránh hiểu lầm khi công bố lãi suất cho vay bình quân, Ngân hàng Nhà nước không giới hạn các tổ chức tín dụng công bố chi tiết các nhóm khách hàng, phân loại khách hàng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia vừa được khai mạc vào cuối tuần qua tại Điện Biên. Các sự kiện kích cầu du lịch cũng đang được các địa phương đẩy mạnh chào đón mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Và trong đó thì hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sắp tới có sự tham gia của hơn 50 tỉnh, thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí du lịch nhộn nhịp của năm 2019. Để kích cầu du lịch, sẽ có hàng nghìn vé máy bay được giảm giá tung ra tại hội chợ du lịch quốc tế diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn, ưu đãi ở trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Đối với lại phần khách lẻ thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa, cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp mà lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines cũng như là tham gia cái chương trình hỗ trợ VITM lần này. Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được coi là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn nhất trong năm. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cả 3 loại hình du lịch, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài outbound, tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam inbound và tiếp tục phát triển du lịch nội địa. Đặc biệt, du lịch xanh theo hướng bền vững là mục tiêu thu hút khách quốc tế đến và phục hồi khách nội địa ngày càng chất lượng. Hội chợ VITM sẽ diễn ra rất nhiều những cái sự kiện để tập trung vào vấn đề tăng trưởng khách, thực hiện đúng cái chỉ thị 08 vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ. Thế thì tại hội chợ lần này, cái chủ đề chính của hội chợ là chuyển đổi xanh. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ tất cả mọi nền kinh tế của cả thế giới đang tập trung vào vấn đề chuyển đổi xanh. Cái du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch mà nó thân thiện với môi trường, du lịch nó có lợi cho sức khỏe thì mới được khách đón nhận. Vì vậy mà chúng ta một mặt là cải thiện chính sách về thị thực để tăng cường thu hút khách quốc tế, nhưng đồng thời phải cải thiện các cái chính sách để phát triển đầu tư vào sản phẩm du lịch mới đáp ứng đúng được cái nhu cầu của du lịch. Năm nay ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Các sự kiện kích cầu, quảng bá, xúc tiến cả trong và ngoài nước nhằm đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai, các đơn vị thi công lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cũng như là vật tư để quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc vào cuối tháng 3 năm 2024, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này.
Trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện có 9 vị trí được thiết kế với 4 làn xe cho phép các phương tiện ô tô được vượt. Tại các nút giao chuyển từ 4 làn xe xuống 2 làn xe, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt thêm biển báo vào đường hẹp, cấm vượt hạn chế tốc độ, sơn thêm vạch gờ giảm tốc, lắp đặt các cọc tiêu mềm đoạn vuốt đầu nút giao thông, bổ sung lắp đặt các đinh phản quang giữa tim đường có 2 làn xe, tiêu phản quang trên tôn hộ lan. Đơn vị chúng tôi đang bố trí là 5 đội sản xuất đang thực hiện thi công trên tuyến. Nhưng do cái điều kiện hiện tại ở ngoài hiện trường, một là thứ nhất mật độ phương tiện đi lại nó rất là nhiều. Hai nữa là thời tiết tại khu vực công trường đây thì là nó có cái điều kiện sương mù. Chính vì thế mà buổi tối ta không làm được. Đơn vị chúng tôi đang có một kế hoạch là tiếp tục đẩy thêm 1 đến 2 mũi thi công nữa. Là lái xe lên tuân thủ theo vạch kẻ đường, vạch sơn và biển báo. Đặc biệt đi qua những đoạn hẹp, chú ý quan sát, không được vượt ẩu. Sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung, thêm các hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hiện có 11 đội thi công ở các hạng mục khác nhau. Tiến độ chung đến nay đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Vì tuyến cao tốc này là thi công thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái chuyện là mình thi công chủ yếu là các cái phần tiêu đinh phản quang trên tim tuyến, thế nên là cái phương tiện đi lại nó cũng gây cái sự nguy hiểm cho những người tham gia thi công. Thế nên quán triệt tinh thần đấy thì Ban Hồ Chí Minh là đề nghị là bố trí đầy đủ tất cả các hệ thống an toàn giao thông trước khi triển khai thi công của mỗi điểm. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 98 km kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đầu tư phân kỳ. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hạ tầng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến đường cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 và ngày 10 tháng 3 năm 2024, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Vào ngày 20 tháng 3, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nhận trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lãi đến hạn vào thời điểm trước khi bị cáo bị bắt giam. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, về nguyên tắc đây là vụ án hình sự, về xâm phạm sở hữu, khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu. Thực tế tất cả số tiền đầu tư đang đưa vào kinh doanh chưa phát sinh lợi nhuận. Do vậy, lợi nhuận từ tiền của các nhà đầu tư là không có. Đối với khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn, trước khi bị cáo bị bắt tạm giam thì bị cáo sẽ trả. Còn khoản tiền lãi phát sinh sau khi bị cáo bị bắt thì sẽ tuân thủ theo quyết định của hội đồng xét xử. Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã mong muốn sớm được nhận lại số tiền mua trái phiếu, số tiền lãi theo hợp đồng và các khoản tiền bồi thường khác. Một số bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện của các bị cáo trong công ty Tân Hoàng Minh đang huy động các nguồn tiền để nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án để Tân Hoàng Minh sớm hồi phục sản xuất kinh doanh hiệu quả và có điều kiện trả lãi cho các bị hại. Một số bị hại khác cũng đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm của một số cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cho phép phát hành trái phiếu, bởi các bị hại đã dựa trên cơ sở ý kiến của những cơ quan này mà quyết định đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chiều mai 21 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan truyền thông và sản xuất Nghe Nhìn Bộ Quốc phòng Pháp đã cho ra mắt cuốn sách ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Và cơ quan này cũng tham gia sản xuất phim tài liệu về chiến tranh Đông Dương và giới thiệu tới công chúng trang web về những bức ảnh tư liệu liên quan đến trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp. Thế giới từng biết đến chiến dịch Điện Biên Phủ qua những ghi chép của các nhà sử học hoặc hồi ký của các nhân chứng.
Nhưng có một cách khác để kể về chiến dịch này thông qua sức mạnh của hình ảnh. Với tựa đề Chiến dịch Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954, cuốn sách ảnh dày 211 trang đã được Cơ quan Truyền thông và Sản xuất Nghe Nhìn Bộ Quốc phòng Pháp, gọi tắt là Expat, cho ra mắt hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cuốn sách ảnh nhằm kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ và giới thiệu hơn 160 bức ảnh đã được chụp trong những ngày đầu của chiến dịch. Đây là những bức ảnh rất đặc trưng do các phóng viên ảnh chiến trường Jean Perrault và Daniel Camus thực hiện. Bên cạnh đó cũng có những bức ảnh mà công chúng chưa được biết đến do chính các binh lính chụp bằng máy ảnh của họ. Bà Marina cho biết thêm, những bức ảnh không chỉ phản ánh hoạt động quân sự mà còn đề cập đến khía cạnh rất đời thường của những người lính Pháp và cả người dân tộc bản địa. Cũng nhân dịp này, Expat cũng mở trang web Image Défense Điện Biên Phủ, tức là những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, để công chúng có thể truy cập và xem các hình ảnh liên quan đến chiến dịch này. Ngoài ra, Expat còn tham gia sản xuất hai bộ phim tài liệu có tên Những bóng ma Bắc Kỳ của Patrick Jardy, hãng Tom Noir, kể về sứ mệnh năm 1955 của đại úy Ben Mung, phụ trách tìm kiếm dấu vết và mộ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến. Và phim Những cuộc chiến của họ tại Đông Dương của Jean-Pierre Bertin, Margit, hãng La Chambre aux Fraises, một bộ phim tài liệu dựa trên những bức thư và nhật ký của những người lính từng tham chiến tại Đông Dương và nhìn lại hành trình của ba người lính, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ. Tư liệu của Expat liên quan đến Đông Dương nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng là những kho tư liệu rất bổ ích cho các nhà sử học, nghiên cứu sinh, sinh viên, những người làm phim tài liệu, muốn tìm hiểu về các cuộc chiến. Ngoài ý nghĩa lịch sử, bộ ảnh còn giúp bạn đọc hiểu thêm đời sống tại địa phương, cuộc sống của những người lính Pháp và cả cuộc sống của những người Việt Nam tham gia chiến dịch. Là một trong số những trung tâm thông tin tư liệu lớn của Pháp, Expat cũng là cơ sở lưu giữ nhiều nhất những tư liệu về hình và ảnh liên quan đến Đông Dương, trong đó có Điện Biên Phủ. Điều đặc biệt của các tư liệu này là chúng chỉ phản ánh giai đoạn bắt đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những hình ảnh và thước phim do các phóng viên chiến trường gửi về trước ngày 27 tháng 3. Sau thời điểm này, quy mô của cuộc chiến đã lan rộng. Các phóng viên không thể gửi được hình ảnh hoặc các thước phim đã quay về Hà Nội. Bản thân họ cũng bị kẹt lại ở chiến trường. Riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ, Expat lưu giữ lên tới 2.500 bức ảnh và một số phim do Điện ảnh Quân đội thực hiện trong suốt giai đoạn từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954. Thưa quý vị, gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại cuộc họp với 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về ý tưởng đề xuất dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Dự án sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì triển khai ở 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện trong 5 năm là từ năm 2026 tới năm 2031. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong 2 năm 2024 và 2025. Tổng chi phí để triển khai dự kiến là khoảng 375 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 8.968 tỷ đồng. Trong đó thì có 360 triệu đô la Mỹ từ khoản vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới, 15 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng từ đóng góp của chính phủ và địa phương. Mục tiêu của dự án là để thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao tại các tỉnh mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này sẽ được đo lường bằng các chỉ số như là tăng năng suất và sản lượng lúa, gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí thải nhà kính và thanh toán tín dụng carbon dựa trên kết quả. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất chính phủ giao cho Bộ chủ trì phối hợp với 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và nông dân thì cũng rất đồng tình. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các địa phương cố gắng phối hợp cùng với Bộ để hoàn thành sớm giai đoạn chuẩn bị cho dự án. Từ ngày 17 tháng 3 đến nay, cặp cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Việt Nam và hữu nghị Quan Quảng Tây của Trung Quốc đã thực hiện tăng thêm giờ thông quan lên 2 tiếng từ 18 giờ lên đến 20 giờ để tăng cường thông quan xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam. Theo thông tin từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, tại thời điểm này,
Hiện nay bên phía Trung Quốc đang bị tồn khoảng gần 1.000 xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu là ô tô mới, trang thiết bị linh kiện điện tử, nguyên vật liệu. Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của phía Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, lực lượng chức năng hai bên cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam hữu nghị quan Trung Quốc đã trao đổi hội đàm và thống nhất tăng thêm 2 tiếng làm việc để thực hiện thông quan hàng hóa. Như vậy, nếu như bình thường các lực lượng chức năng làm việc đến 18 giờ hàng ngày thì nay tăng lên 20 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có thư công tác trao đổi với chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây Trung Quốc đề nghị tạo điều kiện cho các lực lượng tại cửa khẩu thông quan hàng hóa được thuận lợi, tăng thời gian thông quan từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai bên cũng thống nhất mở lại hầm Tà Phú Sơn ở phía Trung Quốc và thực hiện điều tiết phân luồng riêng cho phương tiện không có hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc giới 1116-1117 để trở về nước. Sau khi giao hàng xuất khẩu, phía đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 chỉ dành riêng cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển. Kéo dài cái thời gian thông quan thêm 2 tiếng thì cái lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu là cũng đã tăng lên, đặc biệt là cái hàng nhập khẩu là từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã bố trí cán bộ công chức kéo dài cái thời gian làm việc để đảm bảo cho cái hàng hóa xuất khẩu được thông quan nhanh chóng. Qua thống kê của các lực lượng chức năng cho thấy sau khi tăng thêm 2 giờ làm việc và các biện pháp phân luồng điều tiết phương tiện đã giúp tăng số lượng phương tiện nhập khẩu vào Việt Nam. Trung bình mỗi ngày khoảng 700 xe nhập khẩu và khoảng 80 xe xuất khẩu. Bến bãi phía Trung Quốc giảm bớt được tình trạng ùn ứ đã tăng năng lực xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam được thuận lợi hơn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ hàng lái xe của phía Việt Nam có hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh cần thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu của các cơ quan ban ngành chuyên môn để điều tiết hàng hóa hợp lý, qua đó giúp cho hoạt động biên mậu của Lạng Sơn ổn định, nhanh chóng, không bị ùn ứ vì phải chờ đợi. Tiếp tục bản tin là những thông tin về giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Thời gian gần đây, việc cấp phép các dự án nhà ở mới giảm mạnh, dẫn đến nguồn cung bất động sản khan hiếm, kéo theo đó là giá nhà liên tục tăng. Nếu tham chiếu từ năm 1990, giá bất động sản đã tăng lên trên 120 lần. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá bán chung cư đã tăng từ 50 đến 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn ghi nhận mức tăng cao nhất, gấp 2 lần. Từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm. Cụ thể, bưởi da xanh đang được bà con bán cho thương lái ở mức 14-16 nghìn đồng 1 kg. Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá bưởi da xanh giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh sau Tết và nguồn cung dồi dào do được người dân tại nhiều địa phương trong nước phát triển trồng. Hiện thị trường có nhiều loại trái cây giá rẻ để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, từ đó cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của bưởi da xanh. Hiện đã bước vào vụ thu hoạch dứa tại các vùng trồng trọng điểm. Năm nay dứa được mùa, mẫu mã đẹp, sản lượng nhiều, giá cả cũng đạt mức cao kỷ lục. Cụ thể, nông dân cắt bán tại đồi cho thương lái loại trung bình được giá khoảng từ 6.500 đến 7.000 đồng 1 kg, loại đẹp lên tới 8.000 đồng 1 kg. Các năm trước thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là cung ứng cho các nhà máy chế biến ở khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các chợ dân sinh ở miền Bắc. Thưa quý vị, đội SOS Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chuyên hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp sự cố trong đêm như là hư xe hay là tai nạn giao thông. Trải qua gần 6 năm hoạt động, đội đã giúp đỡ được hàng ngàn trường hợp người dân gặp nạn, không chỉ là những nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thanh niên thành phố mang tên Bác. Chúng ta phụ đi theo cái lịch trình là quốc lộ 1A Kha Vạn Cân và đi tuần tra ở tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Rồi, và các bạn chuẩn bị chúng ta xuất phát. Một đêm cứu nạn cứu hộ của đội SOS Hướng Nam thường diễn ra như thế, cứ từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hàng ngày, khi nhiều người đã về nhà hay chìm vào giấc ngủ thì những bạn trẻ với cùng mục đích lý tưởng lại chạy xe khắp nẻo đường ngõ ngách của thành phố để giúp đỡ người dân. Không chỉ chủ động đi tuần tra, khi người dân gặp nạn gọi vào số hotline 0906 307 063 của đội, đội sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Mình đã từng là nạn nhân
trong một vụ tai nạn. Và khi đó thì người dân đứng xung quanh cũng rất là nhiều, nhưng mà người ta không thể giúp đỡ mình được, tại vì một số lý do khách quan. Nên là từ đó, sau khi mà trải qua cái sự việc đó, thì mình mới nung nấu cái ý định là thành lập một cái đội để hỗ trợ cho bà con gặp tai nạn, và mong muốn là sẽ không có một người nào đó phải nằm lại giữa đêm giống như mình. Đội SOS Hướng Nam ra đời từ năm 2018, là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đội có 15 thành viên, cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn người đi làm. Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp, từ những người bị hư xe đến những người bị tai nạn giao thông gặp nạn trên đường. Đội đã nhận được nhiều cờ thi đua bằng khen của các cấp trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh với những nghĩa cử cao đẹp của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một ca tai nạn là em ngơ luôn, em đứng, em chỉ biết nhìn thôi, em không biết làm gì hết. Nhưng mà sau này em đi nhiều, thực tiễn nhiều từ các bệnh viện, cũng như là các cái kiến thức em được học và những cái trải nghiệm khi tham gia cùng đội, thì em đã không còn sợ nữa. Trải qua thì cũng nhiều thăng trầm, lúc vui có, lúc buồn có, rồi anh em, rồi khó khăn thì anh em cũng giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình. Nên là mình cũng muốn gắn bó sâu với đội SOS Hướng Nam. Hy vọng là các bạn trẻ sau này, các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy có thể, mình có thêm một cái gọi là nơi để mình hoạt động từ thiện lành mạnh. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc, một câu chuyện khác nhau, và để lại trong mỗi thành viên rất nhiều điều đáng nhớ. Dù độ tuổi hay ngành nghề khác nhau, nhưng trong họ đều có chung một lý tưởng, đó là được giúp đỡ những người gặp nạn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị bổ sung nhóm chủ nhà trọ được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi khi mà tự xây dựng hoặc là cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Lý do là các chủ nhà trọ đang góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân, lao động và người nhập cư. Ngoài đề xuất cho vay vốn ưu đãi, HORIA cũng đề nghị xem xét giảm bớt mức thuế khoán thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng cho các chủ nhà trọ hiện nay. Bởi thuế thu nhập cá nhân bằng 7% mỗi doanh thu đối với các chủ nhà trọ hiện khá cao, chưa hợp tình hợp lý. Do vậy, cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Mức thuế thu nhập cá nhân đề xuất là 5% mỗi doanh thu. Thành phố có khoảng 60.470 cá nhân, hộ gia đình đã đầu tư xây dựng các khu nhà trọ với nhiều phòng trọ cho thuê hoặc nhà ngăn phòng cho thuê với tổng số khoảng 560.219 phòng trọ. Lượng nhà trọ này đã góp phần giải quyết nhu cầu thuê phòng trọ cho hơn 1,4 triệu công nhân, lao động, người nhập cư và có cả thành phần trí thức, chuyên viên thuê nhà trọ. Từ đầu năm đến nay, thì cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cần phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian vừa qua thì tại tỉnh Đắk Lắk, tài liệu giáo dục địa phương được tỉnh biên soạn đưa vào các trường học, cấp học cùng với các môn học khác. Bằng nhiều phương pháp và cách thức thể hiện, tổ chức dạy và học khác nhau, hoạt động giáo dục địa phương được triển khai hiệu quả. Các em học sinh thì đều rất hứng thú, hiểu rõ và thêm tự hào về lịch sử, địa lý và con người địa phương. Tiết học giáo dục địa phương khối lớp 10 của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lương luôn rộn ràng tiếng trao đổi giữa học sinh và giáo viên. Chương trình giáo dục địa phương được đưa vào trung học đã 2 năm, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh hiểu biết sâu hơn về nơi mình sinh ra và lớn lên, từ đó vun đắp tình yêu quê hương để sau này các em học tập, trưởng thành, mong muốn quay về xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Một thực tế là rất là nhiều em học sinh của chúng tôi ở đây là khi mà các em sinh ra lớn lên thì các em chưa có điều kiện, chưa có dịp hiểu biết sâu về văn hóa của dân tộc mình. Một số em là, tôi lấy ví dụ là các em không phân biệt được trang phục của người Ế Đê với trang phục của người Mân Âu chẳng hạn. Thì thông qua chương trình giáo dục địa phương thì các em biết được điều đấy. Trong các tiết học thì em được học
về các nội dung, ví dụ như là về văn học của các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, thì em hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc và đặc biệt là các dân tộc tại chỗ ở nơi đây. Để các em học sinh hứng thú hơn với những tiết học lịch sử địa phương, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tích hợp, trải nghiệm thực tế như đến các buôn làng tìm hiểu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, tham quan khu di tích lịch sử, thăm bảo tàng, xem phim tư liệu về lịch sử, tham gia lễ hội truyền thống của địa phương. Học mà trải nghiệm thực tế là giúp ích cho các em rất là nhiều. Đây là một trong những cái phương pháp dạy mà hiệu quả nhất trong cái việc dạy học lịch sử địa phương. Tại Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh cũng chủ động triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh thông qua mô hình giờ học lịch sử, giờ học di sản văn hóa. Thời gian qua, Bảo tàng đã tổ chức được 33 buổi học, thu hút gần 1.000 học sinh đến từ các trường tiểu học trong và ngoài tỉnh. Cái hoạt động các em không được thực tế chứng kiến nhìn thấy thì bảo tàng tổ chức những cái hoạt động như là trải nghiệm, có thể giao lưu với nhân chứng lịch sử, thì từ đó thì các em có thể giao lưu trực tiếp với nhân chứng. Các nhà trường còn linh hoạt và chủ động trong việc thực hiện ví dụ như là hướng tới các cái thiết chế văn hóa như các cái di sản để chúng ta có thể làm sống động lên những cái giá trị văn hóa đó. Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những kiến thức được học qua tiết học giáo dục địa phương sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống, có ý thức học tập và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng tại dự án này. Lý do của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo công ty Thành Đô là do đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý 2 năm 2024. Việc kéo dài các hợp đồng mua bán với khách hàng trong suốt thời gian vừa qua là điều không mong muốn. Siêu dự án đình đám tổ hợp du lịch giải trí Cocobay Đà Nẵng từng được kỳ vọng là sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch của Đà Nẵng giờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Thời điểm khởi công dự án thì chủ đầu tư cho hay Cocobay có tổng vốn đầu tư là 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 31 hecta. Dự án bao gồm tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục. Đến năm 2019, chủ đầu tư thông báo là chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12% một năm như là đã ký với khách hàng. Hiện nay dự án đã rơi vào tình trạng đắp chiếu, nhiều hạng mục đang thi công dang dở bị bỏ hoang, các hạng mục đã hoàn thiện thì đóng cửa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các ổ dịch bệnh dại gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân và số người phải tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn đang có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên thì các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại. Sau khi xuất hiện các ổ dịch bệnh dại tại các điểm là huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu và thành phố Hạ Long với số ca phơi nhiễm 27 người, một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiêm phòng toàn bộ chó mèo, bao vây ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. Tại thành phố Hạ Long, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt, rà soát tổ chức tuyên truyền cảnh báo tiêu hủy số chó mèo bị chó dại cắn và phun tiêu độc khử trùng. Cơ quan chức năng đã xử lý tiêu hủy 22 con chó bị bệnh nghi bệnh. Nay là trong triển khai 2 ngày trong cái dịch phòng chống cao điểm trong cái tuần này ấy, thì xã Dân Chủ cũng đã tiến hành triển khai tiêm được khoảng đạt 90% và trong các số hộ nuôi là họ đều chấp hành đầy đủ. Trung tâm cũng đã chỉ đạo tất cả các phường xã triển khai phun và tiêm. Thì báo cáo đến giờ phút này thì toàn bộ trên địa bàn đã tiêm được khoảng tổng số khoảng 40% tổng đàn chó trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng vaccine dại trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến hết ngày 18 tháng 3 là hơn 40.000 con, đạt 38% tổng đàn. Hiện nay các địa phương đang gấp rút tiêm phòng để hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30 tháng 3. Các địa phương cũng đang tập trung tuyên truyền vận động cho người dân bị chó mèo cắn phải đến cơ sở y tế kiểm tra, tiêm vaccine hoặc kháng huyết thanh nếu có chỉ định, đồng thời tuyên truyền cho người dân tiêm phòng cho chó mèo, không chăn thả rông chó mèo, hạn chế tiếp xúc treo rọ mõm cho chó mèo, đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình giết mổ chó mèo. Phân công cụ thể cho từng cán bộ bộ phận, trong đó tập trung chủ yếu cho chỉ đạo cán bộ bộ phận chuyên môn rà soát các cái số lượng đàn chó cũng như là đàn vật nuôi ấy, trên địa bàn phường.
Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động vaccine và kháng huyết thanh để kịp thời xử lý những trường hợp bị chó mèo cắn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch dại, qua đó hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch dại trên chó gây ra. Dù đã có đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục chứng tỏ uy tín của mình trong nội bộ đảng khi liên tiếp giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại nhiều bang trong ngày 19 tháng 3. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại toàn bộ 5 bang Arizona, Florida, Ohio, Kansas và Illinois, trong khi đương kim Tổng thống Biden cũng giành chiến thắng tại 4 bang, ngoại trừ cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ tại Florida bị hoãn. Một số đối thủ cũ của hai ứng cử viên dù đã rút lui nhưng vẫn có tên trên lá phiếu, song không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Trước vòng bầu cử này, cả ông Biden và ông Trump đều đã gom đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử làm ứng cử viên của đảng mình ra tay đấu với nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Biden đang có tổng cộng 2.483 phiếu đại biểu, trong khi ông Trump có 1.623 phiếu đại biểu để vượt xa các mốc phiếu đại biểu cần thiết. Dù cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ, song vòng bầu cử sơ bộ tại Mỹ sẽ tiếp tục đến tháng 6 tới, trước khi hai đảng tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8. Ngày hôm nay là ngày Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2024. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Hiện tại tôi đang đứng tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia. Cho đến thời điểm này thì Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia chưa đưa ra được công bố chính thức cho kết quả bầu cử năm 2024. Tuy nhiên thì các lực lượng vũ trang đã được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh cho ngày hôm nay. Hơn 3.000 cảnh sát ở thủ đô Jakarta đã được triển khai tới khu vực trụ sở của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Đại diện Nhân dân. Các xe đặc chủng quân sự cũng được bố trí dày đặc dọc con đường lớn nơi có trụ sở của hai cơ quan trên. Cảnh sát đã dự kiến các phương án phân luồng giao thông tùy thuộc vào tình hình thực địa do lo ngại xuất hiện biểu tình. Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả của 36 trong tổng số 38 tỉnh. Sau quá trình này, kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được xác nhận và công bố, có thể là vào tối nay. Ủy ban cần thời gian để kiểm tra các tài liệu hiện có. Hạn cuối cùng để công bố kết quả bầu cử là 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3. Trước đó, Indonesia đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 2 nhằm lựa chọn hơn 20.000 vị trí gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, 152 ghế Hội đồng Đại diện khu vực, 580 ghế cơ quan lập pháp cấp quốc gia, hơn 2.300 ghế cho cơ quan lập pháp cấp tỉnh và hơn 17.000 ghế cho cơ quan lập pháp cấp quận, huyện. Vào ngày 20 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người vẫn đang mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu chở dầu Kyong Yangsun vào sáng ngày 20 tháng 3. Tàu này đã thông báo tình trạng bị nghiêng khi đang ở khu vực ngoài khơi tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Thời điểm gặp nạn, tàu đang neo đậu tránh thời tiết xấu do sóng to và gió mạnh. Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc tàu gặp nạn chở 11 thuyền viên, bao gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 8 người Indonesia và 1 người Trung Quốc. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã vớt được 9 người, song 7 người trong số này đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang triển khai máy bay và tàu tuần tra tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chở 980 tấn axit acrylic và không phát hiện sự cố tràn hóa chất ra biển. Nhật Bản cam kết hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương để cùng xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát biểu trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong ngày họp thứ hai của cuộc đối thoại quốc phòng cấp Bộ trưởng lần thứ hai giữa Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh sự cần thiết hiện thực hóa một khu vực Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định trong một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Theo ông, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt tiến triển ổn định trong cam kết đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của các quốc đảo Thái Bình Dương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tôi tin rằng việc tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các bên. Cuộc đối thoại quốc phòng này có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Fiji, Papua New Guinea và Thái tử Vương quốc Tonga. Đại diện 11 đảo quốc khác không có lực lượng quân đội tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Australia, New Zealand, Pháp, Canada, Chile, Anh và Mỹ cũng tham dự với tư cách là các nước đối tác. Cuộc đối thoại diễn ra trước thềm hội nghị lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Tokyo. Vào ngày 20 tháng 3, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU và các nhà lập pháp của khối này đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine. Và đây được xem là một động thái làm xoa dịu làn sóng biểu tình phản đối của nông dân ở nhiều nước EU trong thời gian vừa qua. Cụ thể, thỏa thuận gia hạn thêm một năm miễn thuế, song bổ sung thêm yến mạch, trứng, thịt gia cầm và đường vào danh sách các sản phẩm nhập khẩu tự vệ nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường. Trong đó, lúa mì và lúa mạch sẽ không nằm trong danh sách này. Nghị viện châu Âu EP cho biết, biện pháp phanh khẩn cấp được sử dụng để ngăn lượng nhập khẩu tăng vượt quá khối lượng trung bình trong năm 2022 và 2023. Theo EP, thỏa thuận này sẽ củng cố cam kết của EU kề vai sát cánh với Ukraine, cũng như làm giảm áp lực lên nông dân EU trước sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu từ Ukraine. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ được các nước thành viên EU chính thức thông qua tại cuộc họp toàn thể vào cuối tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 tới. Sở đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố một dòng tiền xu mới, in hình chiếc phi thuyền mang tính biểu tượng của bộ phim viễn tưởng Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là mẫu xu đầu tiên trong loạt 4 mẫu mới dành riêng cho các phương tiện nổi tiếng trong loạt phim ăn khách này. Sở đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết, với các mệnh giá 50 pence và 1 bảng Anh, khi nghiêng đồng xu sẽ thấy chiếc phi thuyền Millennium Falcon và biểu tượng Star Wars của Liên minh nổi dậy. Các thợ đúc tiền đã kết hợp các kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, sử dụng laser picosecond tiên tiến để in các mẫu thiết kế phức tạp lên các đồng tiền. Các mẫu đồng xu in hình các phi thuyền khác của bộ phim sẽ gồm Fighter, X-Wing và Death Star 2 cũng sẽ sớm được công bố. Đại diện của Sở đúc tiền Anh cho biết, dòng tiền xu này nhằm kỷ niệm loạt phim viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới Star Wars quay trở lại, đồng thời kỳ vọng chúng sẽ tạo nên sự hào hứng giữa những người hâm mộ của bộ phim cũng như những người thích sưu tập tiền xu. Thưa quý vị, hạnh phúc cho mọi người là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Mưu cầu hạnh phúc không chỉ riêng ai và khi dân số Trung Quốc già hóa, những người ở tuổi xế chiều tại Thượng Hải đang cố gắng xua đi nỗi cô đơn bằng những buổi hẹn hò. Từ hơn 10 năm nay, mỗi tuần, nhóm mai mối những người đã nghỉ hưu ở Thượng Hải lại tụ tập. Họ đem theo trà, bánh, thậm chí là rượu từ nhà. Bầu không khí và tiếng ồn xung quanh khiến nơi đây giống căng tin trường học cấp 3 hơn là nơi người già tụ tập. Một số người ngồi cười khúc khích và trò chuyện, trong khi số khác lại đi lại trong phòng để làm quen với những người bạn mới. Là một người đàn ông, đặc biệt là đã lớn tuổi, tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm lãng mạn là liều thuốc chữa lành. Tôi luôn tin rằng nếu tôi có thể tìm một người bạn có thể cùng chia ngọt sẻ bùi thì không còn gì để tiếc nuối. Người đàn ông 68 tuổi thường xuyên ngồi tàu điện nửa tiếng để đến các buổi mai mối hẹn hò mỗi tuần. Tôi không tới đây để tìm kiếm một người vợ. Tôi tới đây vì tôi thấy mình được thư giãn vui vẻ. Vì giờ tôi và những người ở đây đều đã già. Chúng tôi cần không gian thư giãn, giao lưu của riêng mình. Đừng nghĩ rằng chúng tôi kiếm vợ, kiếm chồng. Chúng tôi chỉ kết bạn, tìm kiếm niềm vui. Các buổi hẹn hò này không có người đứng ra tổ chức. Đa số cho biết đến đây vì nghe bạn bè kể chuyện. Chúng tôi đã biến nơi này thành một tụ điểm của các cụ. Bạn biết đấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc là khá cao. Vậy sau khi ly hôn, làm sao để cân bằng cuộc sống tình cảm? Họ phải tìm kiếm một nơi để chữa lành. Do đó cửa hàng muốn cung cấp một nơi giống ở nhà để họ gặp gỡ bạn bè. Khi đã ở độ tuổi này, tôi nhận ra mình không có nhiều thời gian để ngại ngùng nữa. Tôi không ngại nói ra cảm xúc của mình. Không chỉ những người trẻ tuổi mới cần tình yêu, người già như chúng tôi cũng muốn được yêu thương.
Không chỉ hẹn hò trong những không gian hẹp, một số người còn tới công viên nhân dân vào cuối tuần. Họ tự giới thiệu bản thân và trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, do đa phần những tụ điểm này đều là tự phát, không có nhà quản lý, nên có thể xuất hiện những kẻ xấu lợi dụng sự cả tin và yếu lòng của người khác. Có lẽ những người lớn tuổi cần có những câu lạc bộ làm quen đúng nghĩa để tình yêu xế chiều được lên tiếng. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ảnh hưởng của nạn đói tại dải Gaza ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do cân nặng quá thấp. Trong một tuyên bố, WHO bày tỏ quan ngại tình trạng phụ nữ mang thai bị thiếu cân có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em cũng cận kề cái chết do thiếu lương thực. Hiện WHO đang tập trung vào việc thành lập các trung tâm y tế để giúp ổn định tình trạng suy dinh dưỡng tại Gaza, song điều này cần tới những nguồn lực lớn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 2.000 tấn hàng viện trợ của nước này đã tới Gaza qua Jordani và sẽ được phân phối bởi chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tiếp nhận thêm 4 máy bay chở hàng viện trợ với hơn 135 tấn hàng và hơn 70 xe tải hàng hóa đã tới Gaza qua cửa khẩu Rafah. Tổ chức nhân đạo Open Arms cũng xác nhận đã vận chuyển 200 tấn viện trợ lương thực tới Gaza trong tuần này và kêu gọi các quốc gia tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ thông qua hành lang nhân đạo trên biển từ Cộng hòa Síp tới Gaza. Sáng nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Australia Penny Wong đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Canberra của Australia, trong đó thì tập trung vào các vấn đề song phương nổi bật như là thuế quan, quyền con người và an ninh khu vực, cũng như là những vấn đề nóng trên thế giới hiện nay. Ngoại trưởng Australia khẳng định hai bên sẽ nỗ lực giải quyết một cách sáng suốt các bất đồng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Australia đang đi đúng hướng, thúc đẩy sự tin tưởng giữa hai bên. Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là một năm quan trọng để phát huy những thành quả đã đạt được và tiến xa hơn nữa. Ông kêu gọi hai bên cần cùng nhau xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, vững vàng hơn nữa. Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong hoan nghênh những tiến bộ trong thương mại giữa hai nước với việc dỡ bỏ nhiều lệnh cấm xuất khẩu từ phía Trung Quốc thời gian qua, đồng thời khẳng định đối thoại là cơ hội để hai bên thu hẹp những khác biệt. Đối thoại có thể không xóa bỏ hẳn được những khác biệt của chúng ta, nhưng chính phủ Australia sẽ luôn nỗ lực để xử lý những bất đồng này một cách sáng suốt. Cuộc gặp của hai quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước diễn ra trong bối cảnh chính phủ hai bên đang hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng do Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với các sản phẩm hàng hóa của Australia. Tuy nhiên, hai năm gần đây, hầu hết các rào cản thuế quan này đã được dỡ bỏ. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 tại thành phố Mông của Bỉ đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần thứ 10 về các vùng và thành phố và kỷ niệm 30 năm thành lập ủy ban các vùng của châu Âu. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Mông, trong đó nêu rõ những ưu tiên cho một châu Âu mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và có khả năng phục hồi cao hơn trong tương lai. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu thực hiện. Sự kiện có sự tham dự của hơn 3.000 lãnh đạo các vùng và thành phố trên khắp Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo địa phương đã thông qua tuyên bố Mông và văn kiện này đã được chuyển cho Thủ tướng nước chủ nhà Alexander De Croo, đại diện Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU của Bỉ. Tuyên bố đặc biệt kêu gọi các khoản đầu tư công đầy tham vọng, phù hợp với mục đích và được hỗ trợ bởi ngân sách ngày càng tăng. Những khoản đầu tư này phải được định hướng bằng mục tiêu gắn kết kinh tế, xã hội và lãnh thổ, với chính sách gắn kết là nền tảng của dự án châu Âu, đổi mới cam kết dành cho thỏa thuận xanh châu Âu với tư cách là kim chỉ nam của EU. Chính sách này phải trao thêm quyền lực cho chính quyền địa phương và khu vực. Tham vọng của các nhà lãnh đạo vì tương lai của châu Âu là theo đuổi sự hội tụ kinh tế và xã hội giữa các khu vực khác nhau của châu Âu. Đây chính là nguyên tắc gắn kết. Tất cả những thách thức lớn trong tương lai sẽ được giải quyết hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các chính sách đảm bảo cơ hội bình đẳng cũng phải được đưa ra nhằm phục vụ mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khía cạnh địa phương và khu vực của nền dân chủ châu Âu. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử châu Âu. Các thành phố và khu vực đều nhất trí về sự cần thiết của một chính sách hòa nhập được tăng cường để đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng trong bối cảnh đầu tư của Liên minh châu Âu trong tương lai tập trung vào việc hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và lãnh thổ. Hương Giang, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên minh châu Âu.
Hôm qua, nước Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại Bắc bang Arizona, Florida, Ohio, Illinois và Kansas. Các cuộc bầu cử này diễn ra một tuần sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng 11 tới đây. Cả hai ứng cử viên đều được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng tại các bang trên. Tại bang Florida, Đảng Dân Chủ đã hoãn bỏ phiếu sơ bộ và trao toàn bộ 224 phiếu đại biểu cho Tổng thống Biden. Tại bang Ohio, ông Biden và ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ cho thấy, Tổng thống Biden giành được 87,4% số phiếu ủng hộ, tạm thời giành được 93 trên tổng số 127 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump đạt 78,3% số phiếu bầu, giành trọn 79 phiếu đại biểu. Bên cạnh những thuận lợi, ông Biden và ông Trump cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại bang Illinois, nhiều cử tri tại đây khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden nếu không có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Trong khi đó, ông Trump lại đang vướng vào các rắc rối pháp lý và đang đối mặt với nhiều cáo trạng. Với tuổi đời gần 60 năm, cứ mỗi giây bán được hơn 16 chiếc, xe đồ chơi Hot Wheels không chỉ là món đồ yêu thích của các em nhỏ mà còn của cả người đã trưởng thành. Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Canada dành cả cuộc đời để sưu tập và sở hữu tới 25.000 chiếc xe cùng các loại phụ kiện xe hơi của Hot Wheels. Đối với ông Doug Woods, thời ông còn là cậu bé 4 tuổi, chiếc VW Beach Bomb nhỏ bé đời 1969 chỉ là một món đồ chơi trị giá 10 xu. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau, mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc ô tô và phụ tùng Hot Wheels và được coi là một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu Canada. Ngày nay, những chiếc xe Hot Wheels là một phần cuộc sống của ông. Khi kết hôn, ông đã sử dụng Hot Wheels làm quà cưới. Cô con gái 6 tuổi là đối tác sưu tầm trung thành. Ông thành lập câu lạc bộ Hot Wheels Northern Lights, tổ chức họp mặt hàng tháng. Tháng 2 vừa qua, ông thậm chí còn trưng bày những chiếc xe hiếm nhất của mình tại triển lãm ô tô quốc tế Canada. Gia đình tôi thực sự ủng hộ sở thích của tôi, mặc dù đó là một sở thích tốn kém. Nó đã giúp tôi kết nối nhiều bạn bè trong nhiều năm qua trên toàn thế giới. Đối với Woods, mục tiêu chính của ông không phải phá kỷ lục của một nhà sưu tập người Mỹ sở hữu 30.000 chiếc Hot Wheels, mà là tìm một nơi để trưng bày bộ sưu tập của mình, thậm chí còn cân nhắc việc mở một bảo tàng du lịch. Hot Wheels là dòng sản phẩm của công ty Mattel, được sản xuất từ năm 1968. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy, vào năm 2022, doanh số bán hàng trên thị trường của Hot Wheels đạt gần 618 triệu đô la Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, vào ngày 20 tháng 3 hàng năm thì đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh Phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố vào ngày hôm nay, Phần Lan tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Phần Lan đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo sát là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jean-Manuel Deneuve, cho biết các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tạo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh. Sự giàu có là rất quan trọng, nhưng đặc biệt là cách phân bổ của cải. Ở Phần Lan, Đan Mạch và các nước Scandinavi khác, bạn sẽ thấy rằng của cải được phân bổ đồng đều hơn, nên nhiều người được hưởng lợi từ của cải được tạo ra ở những quốc gia này. Và sau đó, mỗi người cũng ủng hộ nhà nước mang lại sự ổn định về tâm lý. Theo báo cáo, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ, trong khi ở Trung Đông và châu Âu lại tăng mạnh nhất. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Giàu có là một chuyện, nhưng ngoài ra còn có tuổi thọ mạnh khỏe. Điều này cũng rất cao ở các nước Scandinavi. Và cuối cùng, chúng tôi nhận thấy điều mà các quốc gia Scandinavi thực hiện nổi bật là về kết cấu xã hội, vốn xã hội của họ.
Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trong cuộc khảo sát. Với chủ đề Cùng nhau hạnh phúc hơn, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi người trân trọng cảm giác được kết nối với người khác và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, khuyến khích mọi người cam kết tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và các cuộc xung đột. Sau chuyến bay từ Hà Nội và có nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, vào tối ngày hôm qua ngày 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta khá dễ chịu, khoảng từ 27 đến 29 độ. Điều kiện này khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu. Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ì cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất. Không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối nay đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bung Karno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt sân cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Trên thực tế, mặt cỏ sân thi đấu Bung Karno chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc và sự kiện phục vụ tranh cử tổng thống diễn ra hơn một tháng trước được tổ chức tại đây. Do không có buổi tập làm quen sân, nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bung Karno nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu. Sau đó sẽ tiếp tục tập trên sân đội đã luyện tập vào tối 19 tháng 3. Dự kiến trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn và trợ lý huấn luyện viên Ngô Tuấn Vinh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước khi vào cuộc họp báo. Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu vào lúc 12 giờ cùng ngày. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Thưa quý vị,
Vào ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, bộ ngành liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương có các giải pháp bình ổn thị trường vàng, xử lý ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao, không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Thanh tra kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý, phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách đẩy giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định an toàn thị trường vàng. Thị trường vàng đã chứng kiến đà tăng ấn tượng trong thời gian qua và các kỷ lục liên tiếp bị xô đổ. Nhiều nhà phân tích thị trường nhận định đà tăng này chưa thể tiêu tan ngay trong thời gian tới. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Từ tháng 12 năm 2023, giá vàng đã nhảy múa quanh mức 2.100 đô la Mỹ một ounce. Thậm chí, mặt hàng kim loại quý này còn chạm tới mức kỷ lục 2.195 đô la Mỹ một ounce trong những ngày gần đây. Vàng là một loại tài sản trú ẩn an toàn. Giá của mặt hàng này sẽ tăng khi xuất hiện các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Các nhà quan sát cho rằng sự hưng phấn của các nhà đầu tư đẩy giá vàng và chứng khoán tăng vọt trong những ngày qua chính là kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB sẽ sớm hạ lãi suất. Lạm phát phi mã trong những tháng gần đây dường như đã được kiềm chế, tạo tiền đề cho Fed nới lỏng tiền tệ sớm sau nhiều tháng lãi suất liên tục ở mức đỉnh. Đặc biệt, diễn biến tốt của giá vàng trong những năm 2020 chủ yếu là nhờ vào nhu cầu vô độ của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi. Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2023 đạt 1.037 tấn, chỉ thấp hơn 45 tấn so với mức kỷ lục của năm 2022. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng trung ương các quốc gia tiếp tục tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ. Thực tế, nhu cầu vật chất về vàng cũng rất lớn. Nhu cầu bán lẻ của Trung Quốc đã tăng vọt trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Trong khi đó, LBMA, một hiệp hội thương mại quốc tế đại diện cho thị trường vàng miếng, ghi nhận lực mua bán lẻ mạnh mẽ ở Nhật Bản cũng như ở Ấn Độ. Nhu cầu của Trung Quốc tăng rất mạnh trong tháng 2 nhờ sự thúc đẩy của các hoạt động mua sắm dịp Tết Nguyên đán, kể cả trong giới trẻ. Doanh số bán vàng miếng tại chi nhánh ngân hàng của chúng tôi đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều chuyên gia, giá vàng sẽ giao dịch cao hơn trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục được hỗ trợ khi mà các cuộc căng thẳng và xung đột vẫn dai dẳng và cuộc bầu cử sắp tới ở Mỹ. Do đó, cơn sốt vàng dường như vẫn chưa thể hạ nhiệt. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn đốc thúc các ngân hàng thương mại khẩn trương thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân hạn cuối là ngày 1 tháng 4 tới đây. Và đến thời điểm này thì nhiều ngân hàng thương mại đã công bố lãi suất cho vay. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn. Ngân hàng này tiên phong công bố trên trang web về lãi suất cho vay bình quân tháng 3 là 6,49% một năm. Mức lãi suất cho vay bình quân của BIDV 6,49% được tính toán trên cơ sở lãi suất cho vay của các khoản vay phát sinh trong kỳ báo cáo. Và với những khách hàng tốt và các dự án tốt hoặc là khách hàng được xếp hạng tín dụng cao, thậm chí là còn có thể cho vay với mức lãi suất thấp hơn cả mức lãi suất cho vay bình quân. Một số ngân hàng khác lại chia lãi suất vay ra nhiều kỳ hạn khi công khai. Các ngân hàng thương mại sẽ phải gửi đường dẫn công khai thông tin lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Khách hàng có thể lựa chọn các cái ngân hàng có những cái mãi lãi suất bình quân thấp và các ngân hàng cũng lấy đó làm cái động lực để giảm những các chi phí liên quan hoạt động, các chi phí liên quan huy động vốn đầu vào để có được cái nguồn vốn đầu ra tốt nhất để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong cái việc mà tiếp cận cũng như là phát triển sản xuất kinh doanh. Động thái công khai lãi suất bình quân của các ngân hàng thương mại đang được đón nhận tích cực. Bởi lẽ, mức lãi suất này nhằm cung cấp thêm thông tin cho khách hàng tham khảo khi tiếp cận vốn vay. Chúng tôi hy vọng là với việc mà các ngân hàng công khai lãi suất thì sẽ giúp cho doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn lãi suất với mức chi phí thấp nhất. Và đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng là cái thủ tục mà để cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn ngân hàng một cách dễ dàng nhất. Tôi rằng là đây là cái mức
bình quân và cái mức để chúng ta tham khảo, để chúng ta đối chiếu. Còn mức độ lãi suất như thế nào đối với từng doanh nghiệp một, từng dự án một thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ liên quan đến chuyện một là cái mức độ rủi ro của cái dự án đó, của doanh nghiệp đó. Ta nên nhớ rằng là càng rủi ro cao thì lãi suất nó càng phải cao để bù đắp cái rủi ro đó. Thứ hai là thời hạn vay vốn nó là lâu, dài hay là ngắn hạn. Và cái thứ ba là cái năng lực hay là cái khả năng chi trả của doanh nghiệp đó nó như thế nào. Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tin được công bố là lãi suất cho vay bình quân, không phải lãi suất cho vay với từng đối tượng, từng doanh nghiệp hay từng loại hình. Để tránh hiểu lầm khi công bố lãi suất cho vay bình quân, Ngân hàng Nhà nước không giới hạn các tổ chức tín dụng công bố chi tiết các nhóm khách hàng, phân loại khách hàng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, năm du lịch quốc gia vừa được khai mạc vào cuối tuần qua tại Điện Biên. Các sự kiện kích cầu du lịch cũng đang được các địa phương đẩy mạnh chào đón mùa cao điểm du lịch hè năm nay. Và trong đó thì hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam sắp tới có sự tham gia của hơn 50 tỉnh, thành phố sẽ chứng kiến sự trở lại của không khí du lịch nhộn nhịp của năm 2019. Để kích cầu du lịch, sẽ có hàng nghìn vé máy bay được giảm giá tung ra tại hội chợ du lịch quốc tế diễn ra vào trung tuần tháng 4 tới. Ngoài ra, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm hấp dẫn, ưu đãi ở trong nước và quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 80.000 lượt khách. Đối với lại phần khách lẻ thì Vietnam Airlines sẽ áp dụng cái chính sách giảm giá tới 15% đối với các sản phẩm về gift card, đó là thẻ bay nội địa cũng như là cái mã giảm giá 15% áp dụng trên website của Vietnam Airlines dành cho khách lẻ. Còn đối với các doanh nghiệp lữ hành thì Vietnam Airlines sẽ triển khai đối với lại các cái doanh nghiệp lữ hành mà tham gia hợp tác với Vietnam Airlines cũng như là tham gia cái chương trình hỗ trợ VITM lần này. Được đánh giá là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được coi là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn nhất trong năm. Sự kiện tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cả 3 loại hình du lịch, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài outbound, tăng nhanh lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam inbound và tiếp tục phát triển du lịch nội địa. Đặc biệt, du lịch xanh theo hướng bền vững là mục tiêu thu hút khách quốc tế đến và phục hồi khách nội địa ngày càng chất lượng. Hội chợ VITM sẽ diễn ra rất nhiều những cái sự kiện để tập trung vào vấn đề tăng trưởng khách, thực hiện đúng cái chỉ thị 08 vừa rồi của Thủ tướng Chính phủ. Thế thì tại hội chợ lần này, cái chủ đề chính của hội chợ là chuyển đổi xanh. Chúng ta cũng biết rằng là bây giờ tất cả mọi nền kinh tế của cả thế giới đang tập trung vào vấn đề chuyển đổi xanh. Cái du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch mà nó thân thiện với môi trường, du lịch nó có lợi cho sức khỏe thì mới được khách đón nhận. Vì vậy mà chúng ta một mặt là cải thiện chính sách về thị thực để tăng cường thu hút khách quốc tế, nhưng đồng thời phải cải thiện các cái chính sách để phát triển đầu tư vào sản phẩm du lịch mới đáp ứng đúng được cái nhu cầu du lịch. Năm nay ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá hướng tới phục hồi hoàn toàn hoạt động như năm 2019. Các sự kiện kích cầu, quảng bá, xúc tiến cả trong và ngoài nước nhằm đặt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa. Thưa quý vị, sau một tuần triển khai, các đơn vị thi công lắp đặt bổ sung hệ thống an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện cũng như là vật tư để quyết tâm hoàn thành khối lượng công việc vào cuối tháng 3 năm 2024, góp phần hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này. Trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện có 9 vị trí được thiết kế với 4 làn xe cho phép các phương tiện ô tô được vượt. Tại các nút giao chuyển từ 4 làn xe xuống 2 làn xe, các đơn vị thi công đang tập trung lắp đặt thêm biển báo vào đường hẹp, cấm vượt hạn chế tốc độ, sơn thêm vạch gờ giảm tốc, lắp đặt các cọc tiêu mềm đoạn vuốt đầu nút giao thông, bổ sung lắp đặt các đinh phản quang giữa tim đường có 2 làn xe, tiêu phản quang trên tôn hộ lan. Đơn vị chúng tôi đang bố trí là 5 đội sản xuất đang thực hiện thi công trên tuyến, nhưng do cái điều kiện hiện tại ở ngoài hiện trường, một là thứ nhất mật độ phương tiện đi lại nó rất là nhiều, hai nữa là thời tiết tại khu vực công trường đây thì là nó có cái điều kiện sương mù, chính vì thế mà buổi tối ta không làm được. Đơn vị chúng tôi đang có một kế hoạch là tiếp tục đẩy thêm 1-2 mũi thi công nữa. Là lái xe lên tuân thủ theo vạch kẻ đường, vạch sơn và biển báo, đặc biệt đi qua những đoạn hẹp, chú ý quan sát, không được vượt ẩu,
Sau các vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường này, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đã khẩn trương triển khai thi công các hạng mục bổ sung, thêm các hệ thống an toàn giao thông nhằm nâng cao an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay, trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, hiện có 11 đội thi công ở các hạng mục khác nhau. Tiến độ chung đến nay đạt khoảng 30% khối lượng công việc. Vì tuyến cao tốc này là thi công thì nó gặp rất nhiều khó khăn về cái việc là mình thi công chủ yếu là các cái phần tiêu đinh chuyển quang trên tim tuyến, nên là cái phương tiện đi lại nó cũng gây cái sự nguy hiểm cho những người tham gia thi công. Thế nên quán triệt tinh thần đấy thì Ban Hồ Chí Minh là đề nghị là bố trí đầy đủ tất cả các hệ thống an toàn giao thông trước khi triển khai thi công ở mỗi điểm. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn dài hơn 98 km kết nối tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được đầu tư phân kỳ. Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Sau hơn 1 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường này đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều hạng mục hạ tầng đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn đường cao tốc chưa được đầu tư hoàn chỉnh, trong khi mật độ phương tiện giao thông rất lớn. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên tuyến đường cao tốc đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 18 tháng 2 năm 2024 và ngày 10 tháng 3 năm 2024, làm 5 người chết, 5 người bị thương. Vào ngày 20 tháng 3, trong phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nhận trách nhiệm thanh toán các khoản tiền lãi đến hạn vào thời điểm trước khi bị cáo bị bắt giam. Trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, bị cáo Đỗ Anh Dũng cho biết, về nguyên tắc đây là vụ án hình sự, về xâm phạm sở hữu, khi bị cáo bị bắt thì hợp đồng vô hiệu. Thực tế tất cả số tiền đầu tư đang đưa vào kinh doanh chưa phát sinh lợi nhuận. Do vậy, lợi nhuận từ tiền của các nhà đầu tư là không có. Đối với khoản tiền lãi trong các hợp đồng đến hạn, trước khi bị cáo bị bắt tạm giam thì bị cáo sẽ trả. Còn khoản tiền lãi phát sinh sau khi bị cáo bị bắt thì sẽ tuân thủ theo quyết định của hội đồng xét xử. Trình bày tại phiên tòa, nhiều bị hại đã mong muốn sớm được nhận lại số tiền mua trái phiếu, số tiền lãi theo hợp đồng và các khoản tiền bồi thường khác. Một số bị hại đề nghị hội đồng xét xử xem xét sự tự nguyện của các bị cáo trong công ty Tân Hoàng Minh đang huy động các nguồn tiền để nộp lại hơn 8.600 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án để Tân Hoàng Minh sớm hồi phục sản xuất kinh doanh hiệu quả và có điều kiện trả lãi cho các bị hại. Một số bị hại khác cũng đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét trách nhiệm của một số cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc cho phép phát hành trái phiếu, bởi các bị hại đã dựa trên cơ sở ý kiến của những cơ quan này mà quyết định đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Hội đồng xét xử tuyên bố kết thúc phần xét hỏi và chiều mai 21 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan truyền thông và sản xuất Nghe Nhìn Bộ Quốc phòng Pháp đã cho ra mắt cuốn sách ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có nhiều bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Và cơ quan này cũng tham gia sản xuất phim tài liệu về chiến tranh Đông Dương và giới thiệu tới công chúng trang web về những bức ảnh tư liệu liên quan đến trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp. Thế giới từng biết đến chiến dịch Điện Biên Phủ qua những ghi chép của các nhà sử học hoặc hồi ký của các nhân chứng. Nhưng có một cách khác để kể về chiến dịch này thông qua sức mạnh của hình ảnh. Với tựa đề Chiến dịch Điện Biên Phủ từ 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 năm 1954, cuốn sách ảnh dày 211 trang đã được Cơ quan Truyền thông và Sản xuất Nghe Nhìn Bộ Quốc phòng Pháp, gọi tắt là Expat, cho ra mắt hồi đầu tháng 3 vừa qua. Cuốn sách ảnh nhằm kỷ niệm 70 năm chiến dịch Điện Biên Phủ và giới thiệu hơn 160 bức ảnh đã được chụp trong những ngày đầu của chiến dịch. Đây là những bức ảnh rất đặc trưng do các phóng viên ảnh chiến trường Jean Perrault và Daniel Camus thực hiện. Bên cạnh đó cũng có những bức ảnh mà công chúng chưa được biết đến do chính các binh lính chụp bằng máy ảnh của họ. Bà Marina cho biết thêm, những bức ảnh không chỉ phản ánh hoạt động quân sự mà còn đề cập đến khía cạnh rất đời thường của những người lính Pháp và của người dân tộc bản địa. Cũng nhân dịp này, Expat cũng mở trang web Image Défense Điện Biên Phủ, tức là những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, để công chúng có thể truy cập và xem các hình ảnh liên quan đến chiến dịch này. Ngoài ra, Expat còn tham gia sản xuất hai bộ phim tài liệu có tên Những bóng ma Bắc Kỳ của Patrick Jardy
hãng Tom Noa. Kể về sứ mệnh năm 1955 của đại úy Ben Mung, phụ trách tìm kiếm dấu vết và mộ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến. Và phim Những cuộc chiến của họ tại Đông Dương của Jean-Pierre Bertin Magritte, hãng La Chambre aux Fresques, một bộ phim tài liệu dựa trên những bức thư và nhật ký của những người lính từng tham chiến tại Đông Dương và nhìn lại hành trình của ba người lính, đặc biệt là ở Điện Biên Phủ. Tư liệu của APAT liên quan đến Đông Dương nói chung và Điện Biên Phủ nói riêng là những kho tư liệu rất bổ ích cho các nhà sử học, nghiên cứu sinh, sinh viên, những người làm phim tài liệu, muốn tìm hiểu về các cuộc chiến. Ngoài ý nghĩa lịch sử, bộ ảnh còn giúp bạn đọc hiểu thêm đời sống tại địa phương, cuộc sống của những người lính Pháp và cả cuộc sống của những người Việt Nam tham gia chiến dịch. Là một trong số những trung tâm thông tin tư liệu lớn của Pháp, APAT cũng là cơ sở lưu giữ nhiều nhất những tư liệu về hình và ảnh liên quan đến Đông Dương, trong đó có Điện Biên Phủ. Điều đặc biệt của các tư liệu này là chúng chỉ phản ánh giai đoạn bắt đầu của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là những hình ảnh và thước phim do các phóng viên chiến trường gửi về trước ngày 27 tháng 3. Sau thời điểm này, quy mô của cuộc chiến đã lan rộng. Các phóng viên không thể gửi được hình ảnh hoặc các thước phim đã quay về Hà Nội. Bản thân họ cũng bị kẹt lại ở chiến trường. Riêng về chiến dịch Điện Biên Phủ, APAT lưu giữ lên tới 2.500 bức ảnh và một số phim do Điện ảnh Quân đội thực hiện trong suốt giai đoạn từ 13 tháng 3 đến mùng 7 tháng 5 năm 1954. Thưa quý vị, gần 9.000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để hỗ trợ cơ sở hạ tầng triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tại cuộc họp với 12 tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về ý tưởng đề xuất dự án hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật cho lúa carbon thấp diễn ra vào ngày hôm qua tại thành phố Cần Thơ. Dự án sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì triển khai ở 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện trong 5 năm là từ năm 2026 tới năm 2031. Giai đoạn chuẩn bị dự án trong 2 năm 2024 và 2025. Tổng chi phí để triển khai dự kiến là khoảng 375 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng 8.968 tỷ đồng. Trong đó thì có 360 triệu đô la Mỹ từ khoản vay Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới, 15 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng từ đóng góp của chính phủ và địa phương. Mục tiêu của dự án là để thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao tại các tỉnh mục tiêu ở đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu này sẽ được đo lường bằng các chỉ số như là tăng năng suất và sản lượng lúa, gạo, thu nhập của nông dân, giảm khí thải nhà kính và thanh toán tín dụng carbon dựa trên kết quả. Đây là dự án quan trọng cấp quốc gia nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất chính phủ giao cho Bộ chủ trì phối hợp với 12 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thực hiện. Dự án có thể giúp chuyển đổi căn bản phương thức sản xuất của đồng bằng sông Cửu Long trong ngành lúa gạo nên được rất nhiều tổ chức quốc tế chú ý và nông dân thì cũng rất đồng tình. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các địa phương cố gắng phối hợp cùng với Bộ để hoàn thành sớm giai đoạn chuẩn bị cho dự án. Từ ngày 17 tháng 3 đến nay, cặp cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Việt Nam và hữu nghị quan Quảng Tây của Trung Quốc đã thực hiện tăng thêm giờ thông quan lên 2 tiếng từ 18 giờ lên đến 20 giờ để tăng cường thông quan xuất nhập khẩu, nhất là hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam. Theo thông tin từ lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, tại thời điểm này, hiện nay bên phía Trung Quốc đang bị tồn khoảng gần 1.000 xe chở hàng hóa xuất khẩu sang Việt Nam với các mặt hàng chủ yếu là ô tô mới, trang thiết bị linh kiện điện tử, nguyên vật liệu. Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu của phía Trung Quốc và các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam, lực lượng chức năng hai bên cửa khẩu quốc tế hữu nghị Việt Nam hữu nghị quan Trung Quốc đã trao đổi hội đàm và thống nhất tăng thêm 2 tiếng làm việc để thực hiện thông quan hàng hóa. Như vậy, nếu như bình thường các lực lượng chức năng làm việc đến 18 giờ hàng ngày thì nay tăng lên 20 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn đã có thư công tác trao đổi với chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây Trung Quốc đề nghị tạo điều kiện cho các lực lượng tại cửa khẩu thông quan hàng hóa được thuận lợi, tăng thời gian thông quan từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Cùng với đó, các cơ quan chức năng hai bên cũng thống nhất mở lại hầm Tả Phù Sơn ở phía Trung Quốc và thực hiện điều tiết phân luồng riêng cho phương tiện không có hàng của hai bên di chuyển qua khu vực mốc giới 1116-1117 để trở về nước. Sau khi giao hàng xuất khẩu, phía đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 chỉ dành riêng cho các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu di chuyển. Kéo dài cái thời gian thông quan thêm 2 tiếng thì cái lượng hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu
là cũng đã tăng lên, đặc biệt là cái hàng nhập khẩu là từ phía Trung Quốc về Việt Nam. Thế thì trước tình hình đó thì chúng tôi đã bố trí cán bộ công chức kéo dài cái thời gian làm việc để đảm bảo cho cái hàng hóa xuất khẩu được thông quan nhanh chóng. Qua thống kê của các lực lượng chức năng cho thấy sau khi tăng thêm 2 giờ làm việc và các biện pháp phân luồng điều tiết phương tiện đã giúp tăng số lượng phương tiện nhập khẩu vào Việt Nam. Trung bình mỗi ngày khoảng 700 xe nhập khẩu và khoảng 80 xe xuất khẩu. Bến bãi phía Trung Quốc giảm bớt được tình trạng ùn ứ đã tăng năng lực xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam được thuận lợi hơn. Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp chủ hàng lái xe của phía Việt Nam có hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh cần thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu của các cơ quan ban ngành chuyên môn để điều tiết hàng hóa hợp lý, qua đó giúp cho hoạt động biên mậu của Lạng Sơn ổn định, nhanh chóng, không bị ùn ứ vì phải chờ đợi. Tiếp tục bản tin là những thông tin về giá cả tiêu dùng đáng chú ý. Thời gian gần đây, việc cấp phép các dự án nhà ở mới giảm mạnh, dẫn đến nguồn cung bất động sản khan hiếm, kéo theo đó là giá nhà liên tục tăng. Nếu tham chiếu từ năm 1990, giá bất động sản đã tăng lên trên 120 lần. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giá bán chung cư đã tăng từ 50 đến 70%. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn ghi nhận mức tăng cao nhất, gấp 2 lần. Từ sau Tết Nguyên đán 2024, giá bưởi da xanh tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục giảm. Cụ thể, bưởi da xanh đang được bà con bán cho thương lái ở mức 14-16 nghìn đồng 1 kg. Theo các nhà vườn, nguyên nhân giá bưởi da xanh giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh sau Tết và nguồn cung dồi dào do được người dân tại nhiều địa phương trong nước phát triển trồng. Hiện thị trường có nhiều loại trái cây giá rẻ để người tiêu dùng lựa chọn sử dụng, từ đó cũng ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của bưởi da xanh. Hiện đã bước vào vụ thu hoạch dứa tại các vùng trồng trọng điểm. Năm nay dứa được mùa, mẫu mã đẹp, sản lượng nhiều, giá cả cũng đạt mức cao kỷ lục. Cụ thể, nông dân cắt bán tại đồi cho thương lái loại trung bình được giá khoảng từ 6.500 đến 7.000 đồng 1 kg, loại đẹp lên tới 8.000 đồng 1 kg. Các năm trước, thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, nhưng năm nay thị trường tiêu thụ chủ yếu là cung ứng cho các nhà máy chế biến ở khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các chợ dân sinh ở miền Bắc. Thưa quý vị, đội SOS Hướng Nam trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh chuyên hỗ trợ giúp đỡ người dân gặp sự cố trong đêm như là hư xe hay là tai nạn giao thông. Trải qua gần 6 năm hoạt động, đội đã giúp đỡ được hàng ngàn trường hợp người dân gặp nạn. Không chỉ là những nghĩa cử cao đẹp mà còn thể hiện tinh thần xung kích, đi đầu, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên của thanh niên thành phố mang tên Bác. Chúng ta phải đi theo cái lịch trình là quốc lộ 1A, Kha Vạn Cân và đi tuần tra ở tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng. Rồi, dạ các bạn chuẩn bị, chúng ta xuất phát. Một đêm cứu nạn cứu hộ của đội SOS Hướng Nam thường diễn ra như thế, cứ từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hàng ngày, khi nhiều người đã về nhà hay chìm vào giấc ngủ, thì những bạn trẻ với cùng mục đích lý tưởng lại chạy xe khắp nẻo đường ngõ ngách của thành phố để giúp đỡ người dân. Không chỉ chủ động đi tuần tra, khi người dân gặp nạn gọi vào số hotline 0906 307 063 của đội, đội sẽ nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Mình đã từng là nạn nhân trong một vụ tai nạn. Và khi đó thì người dân đứng xung quanh cũng rất là nhiều, nhưng mà người ta không thể giúp đỡ mình được, tại vì một số lý do khách quan. Nên là từ đó, sau khi mà trải qua cái sự việc đó, thì mình mới nung nấu cái ý định là thành lập một cái đội để hỗ trợ cho bà con gặp tai nạn. Và mong muốn là sẽ không có một người nào đó phải nằm lại giữa đêm giống như mình. Đội SOS Hướng Nam ra đời từ năm 2018, là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đội có 15 thành viên, cả nam lẫn nữ, cả sinh viên lẫn người đi làm. Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã hỗ trợ hàng ngàn trường hợp, từ những người bị hư xe đến những người bị tai nạn giao thông gặp nạn trên đường. Đội đã nhận được nhiều cờ thi đua bằng khen của các cấp trung ương và thành phố Hồ Chí Minh với những nghĩa cử cao đẹp của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc với một ca tai nạn là em ngơ luôn, em đúng, em chỉ biết nhìn thôi, em không biết làm gì hết. Nhưng mà sau này em đi nhiều, thực tiễn nhiều từ các bệnh viện, cũng như là các cái kiến thức em được học và những cái trải nghiệm khi tham gia cùng đội, thì em đã không còn sợ nữa. Trải qua thì cũng nhiều thăng trầm,
lúc vui có, lúc buồn có, rồi anh em rồi khó khăn thì anh em cũng giúp đỡ nhau rất là nhiệt tình. Nên là mình cũng muốn gắn bó sâu với đội SOS Hướng Nam. Hy vọng là các bạn trẻ sau này các bạn nhìn vào đây các bạn thấy có mình có thêm một cái gọi là nơi để mình hoạt động từ thiện lành mạnh. Mỗi chuyến đi là một cảm xúc, một câu chuyện khác nhau và để lại trong mỗi thành viên rất nhiều điều đáng nhớ. Dù độ tuổi hay ngành nghề khác nhau, nhưng trong họ đều có chung một lý tưởng, đó là được giúp đỡ những người gặp nạn. Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị bổ sung nhóm chủ nhà trọ được hưởng chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi khi mà tự xây dựng hoặc là cải tạo, sửa chữa nhà cho thuê phù hợp với từng địa phương. Lý do là các chủ nhà trọ đang góp phần quan trọng trong việc giải quyết chỗ ở ngày càng có chất lượng tốt hơn cho công nhân, lao động và người nhập cư. Ngoài đề xuất cho vay vốn ưu đãi, HORIA cũng đề nghị xem xét giảm bớt mức thuế khoáng thuế thu nhập cá nhân đang áp dụng cho các chủ nhà trọ hiện nay. Bởi thuế thu nhập cá nhân bằng 7% mỗi doanh thu đối với các chủ nhà trọ hiện khá cao, chưa hợp tình hợp lý. Do vậy, cần bổ sung thêm chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho thuê. Mức thuế thu nhập cá nhân đề xuất là 5% mỗi doanh thu. Thành phố có khoảng 60.470 cá nhân hộ gia đình đã đầu tư xây dựng các khu nhà trọ với nhiều phòng trọ cho thuê hoặc nhà ngăn phòng cho thuê với tổng số khoảng 560.219 phòng trọ. Lượng nhà trọ này đã góp phần giải quyết nhu cầu thuê phòng trọ cho hơn 1,4 triệu công nhân lao động, người nhập cư và có cả thành phần trí thức chuyên viên thuê nhà trọ. Từ đầu năm đến nay thì cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh thành phố. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh sởi tại cộng đồng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện trường hợp mắc bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh, thành phố cần phải đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh sởi và các biện pháp phòng chống, vận động người dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Thưa quý vị, giáo dục địa phương là nội dung bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian vừa qua thì tại tỉnh Đắk Lắk, tài liệu giáo dục địa phương được tỉnh biên soạn đưa vào các trường học, cấp học cùng với các môn học khác. Bằng nhiều phương pháp và cách thức thể hiện, tổ chức dạy và học khác nhau, hoạt động giáo dục địa phương được triển khai hiệu quả. Các em học sinh thì đều rất hứng thú, hiểu rõ và thêm tự hào về lịch sử, địa lý và con người địa phương. Tiết học giáo dục địa phương khối lớp 10 của trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng luôn rộn ràng tiếng trao đổi giữa học sinh và giáo viên. Chương trình giáo dục địa phương được đưa vào trung học đã 2 năm, mang lại hiệu quả tích cực. Thông qua chương trình, giáo viên và học sinh hiểu biết sâu hơn về nơi mình sinh ra và lớn lên, từ đó vun đắp tình yêu quê hương để sau này các em học tập, trưởng thành, mong muốn quay về xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp. Một thực tế là rất là nhiều em học sinh của chúng tôi ở đây là khi mà các em sinh ra lớn lên thì các em chưa có điều kiện, chưa có dịp hiểu biết sâu về văn hóa của dân tộc mình. Một số em là, tôi lấy ví dụ là các em không phân biệt được trang phục của người Ế Đê với trang phục của người Mân Âu chẳng hạn. Thì thông qua chương trình giáo dục địa phương thì các em biết được điều đấy. Trong các tiết học thì em được học về các nội dung ví dụ như là về văn học của các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Thì em hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc và đặc biệt là các dân tộc tại chỗ ở nơi đây. Để các em học sinh hứng thú hơn với những tiết học lịch sử địa phương, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tích hợp, trải nghiệm thực tế như đến các buôn làng tìm hiểu văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số, tham quan khu di tích lịch sử, thăm bảo tàng, xem phim tư liệu về lịch sử, tham gia lễ hội truyền thống của địa phương. Học mà trải nghiệm thực tế là giúp ích cho các em rất là nhiều. Đây là một trong những cái phương pháp dạy mà hiệu quả nhất trong cái việc dạy học lịch sử địa phương. Tại Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh cũng chủ động triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương cho học sinh thông qua mô hình giờ học lịch sử, giờ học di sản văn hóa. Thời gian qua, Bảo tàng đã tổ chức được 33 buổi học, thu hút gần 1.000 học sinh đến từ các trường tiểu học trong và ngoài tỉnh.
Cái hoạt động các em không được thực tế chứng kiến nhìn thấy thì bảo tàng tổ chức những cái hoạt động như là trải nghiệm, có thể giao lưu với nhân chứng lịch sử, thì từ đó thì các em có thể giao lưu trực tiếp với nhân chứng. Các nhà trường càng linh hoạt và chủ động trong việc thực hiện, ví dụ như là hướng tới các cái thiết chế văn hóa như các cái di sản để chúng ta có thể làm sống động lên những cái giá trị văn hóa đó. Đắk Lắk là địa phương giàu bản sắc với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Những kiến thức được học qua tiết học giáo dục địa phương sẽ giúp các em hiểu và thêm yêu nơi mình đang sống, có ý thức học tập và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô, chủ đầu tư dự án Coco Bay Đà Nẵng vừa phát đi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với khách hàng tại dự án này. Lý do của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng theo công ty Thành Đô là do đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý 2 năm 2024. Việc kéo dài các hợp đồng mua bán với khách hàng trong suốt thời gian vừa qua là điều không mong muốn. Siêu dự án đình đám tổ hợp du lịch giải trí Coco Bay Đà Nẵng từng được kỳ vọng là sẽ góp phần phát triển kinh tế du lịch của Đà Nẵng giờ đã bị xuống cấp trầm trọng. Thời điểm khởi công dự án thì chủ đầu tư cho hay Coco Bay có tổng vốn đầu tư là 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 31 hectare. Dự án bao gồm tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục. Đến năm 2019, chủ đầu tư thông báo là chấm dứt việc chi trả lợi nhuận cam kết lên tới 12% một năm như là đã ký với khách hàng. Hiện nay dự án đã rơi vào tình trạng đắp chiếu, nhiều hạng mục đang thi công dang dở bị bỏ hoang, các hạng mục đã hoàn thiện thì đóng cửa. Thưa quý vị, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các ổ dịch bệnh dại gây nguy hiểm đến sức khỏe của người dân và số người phải tiêm phòng dại do bị chó mèo cắn đang có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên thì các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại. Sau khi xuất hiện các ổ dịch bệnh dại tại các điểm là huyện Đầm Hà, huyện Bình Liêu và thành phố Hạ Long với số ca phơi nhiễm 27 người, một số địa phương tại tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành tiêm phòng toàn bộ chó mèo, bao vây ổ dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm. Tại thành phố Hạ Long, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt, rà soát tổ chức tuyên truyền cảnh báo tiêu hủy số chó mèo bị chó dại cắn và phun tiêu độc khử trùng. Cơ quan chức năng đã xử lý tiêu hủy 22 con chó bị bệnh nghi bệnh. Nay là trong triển khai 2 ngày, trong cái dịch phòng chống cao điểm trong cái tuần này ấy, thì xã Dân Chủ cũng đã tiến hành triển khai tiêm được khoảng đạt 90% và trong các số hộ nuôi là họ đều chấp hành đầy đủ. Trung tâm cũng đã chỉ đạo tất cả các phường xã triển khai phun và tiêm. Thì báo cáo đến giờ phút này thì toàn bộ trên địa bàn đã tiêm được khoảng tổng số khoảng 40% tổng đàn chó trên địa bàn. Kết quả tiêm phòng vaccine dại trên địa bàn tỉnh, lũy kế đến hết ngày 18 tháng 3 là hơn 40.000 con, đạt 38% tổng đàn. Hiện nay các địa phương đang gấp rút tiêm phòng để hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30 tháng 3. Các địa phương cũng đang tập trung tuyên truyền vận động cho người dân bị chó mèo cắn phải đến cơ sở y tế kiểm tra, tiêm vaccine hoặc kháng huyết thanh nếu có chỉ định. Đồng thời tuyên truyền cho người dân tiêm phòng cho chó mèo, không chăn thả rông chó mèo, hạn chế tiếp xúc treo dọ mõm cho chó mèo, đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình giết mổ chó mèo. Phân công cụ thể cho từng cán bộ bộ phận, trong đó tập trung chủ yếu cho chỉ đạo cán bộ bộ phận chuyên môn rà soát các cái số lượng đàn chó cũng như là đàn vật nuôi ấy, trên địa bàn phường. Hiện nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị địa phương chủ động vaccine và kháng huyết thanh để kịp thời xử lý những trường hợp bị chó mèo cắn, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến dịch dại, qua đó hạn chế thấp nhất những rủi ro do dịch dại trên chó gây ra. Dù đã có đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục chứng tỏ uy tín của mình trong nội bộ đảng khi liên tiếp giành thêm chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại nhiều bang trong ngày 19 tháng 3. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại toàn bộ 5 bang Arizona, Florida, Ohio, Kansas và Illinois, trong khi đương kim Tổng thống Biden cũng giành chiến thắng tại 4 bang ngoại trừ cuộc bỏ phiếu của Đảng Dân Chủ tại Florida bị hoãn. Một số đối thủ cũ của hai ứng cử viên dù đã rút lui nhưng vẫn có tên trên lá phiếu, song không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.
Trước vòng bầu cử này, cả ông Biden và ông Trump đều đã gom đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đề cử làm ứng cử viên của đảng mình ra tay đấu với nhau trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Biden đang có tổng cộng 2.483 phiếu đại biểu, trong khi ông Trump có 1.623 phiếu đại biểu để vượt xa các mốc phiếu đại biểu cần thiết. Dù cuộc đua ở mỗi đảng đã ngã ngũ, song vòng bầu cử sơ bộ tại Mỹ sẽ tiếp tục đến tháng 6 tới, trước khi hai đảng tổ chức đại hội toàn quốc vào trung tuần tháng 7 và tháng 8. Ngày hôm nay là ngày Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia sẽ công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử năm 2024. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Hiện tại tôi đang đứng tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia. Cho đến thời điểm này thì Ủy ban Bầu cử Quốc gia Indonesia chưa đưa ra được công bố chính thức cho kết quả bầu cử năm 2024. Tuy nhiên thì các lực lượng vũ trang đã được tăng cường nhằm đảm bảo an ninh cho ngày hôm nay. Hơn 3.000 cảnh sát ở thủ đô Jakarta đã được triển khai tới khu vực trụ sở của Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Hội đồng Đại diện Nhân dân. Các xe đặc chủng quân sự cũng được bố trí dày đặc dọc con đường lớn nơi có trụ sở của hai cơ quan trên. Cảnh sát đã dự kiến các phương án phân luồng giao thông tùy thuộc vào tình hình thực địa do lo ngại xuất hiện biểu tình. Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã hoàn thành việc tổng hợp kết quả của 36 trong tổng số 38 tỉnh. Sau quá trình này, kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được xác nhận và công bố, có thể là vào tối nay. Ủy ban cần thời gian để kiểm tra các tài liệu hiện có. Hạn cuối cùng để công bố kết quả bầu cử là 23 giờ 59 phút ngày 20 tháng 3. Trước đó, Indonesia đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14 tháng 2 nhằm lựa chọn hơn 20.000 vị trí gồm Tổng thống, Phó Tổng thống, 152 ghế Hội đồng Đại diện khu vực, 580 ghế cơ quan lập pháp cấp quốc gia, hơn 2.300 ghế cho cơ quan lập pháp cấp tỉnh và hơn 17.000 ghế cho cơ quan lập pháp cấp quận, huyện. Vào ngày 20 tháng 3, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản xác nhận một tàu chở hóa chất treo cờ Hàn Quốc đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, khiến ít nhất là 7 người thiệt mạng, trong khi 2 người vẫn đang mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ tàu chở dầu Kyung Yang-sun vào sáng ngày 20 tháng 3. Tàu này đã thông báo tình trạng bị nghiêng khi đang ở khu vực ngoài khơi tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản. Thời điểm gặp nạn, tàu đang neo đậu tránh thời tiết xấu do sóng to và gió mạnh. Theo truyền thông Nhật Bản, chiếc tàu gặp nạn chở 11 thuyền viên, bao gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 8 người Indonesia và 1 người Trung Quốc. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn đã vớt được 9 người, song 7 người trong số này đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang triển khai máy bay và tàu tuần tra tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn. Chiếc tàu gặp nạn chở 980 tấn axit acrylic và không phát hiện sự cố tràn hóa chất ra biển. Nhật Bản cam kết hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương để cùng xây dựng một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát biểu trên vừa được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đưa ra trong ngày họp thứ hai của cuộc đối thoại quốc phòng cấp Bộ trưởng lần thứ hai giữa Nhật Bản và các quốc đảo Thái Bình Dương. Phát biểu tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara nhấn mạnh sự cần thiết hiện thực hóa một khu vực Thái Bình Dương tự do, rộng mở và ổn định trong một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Theo ông, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương xây dựng năng lực ứng phó với thiên tai và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như không gian vũ trụ, phòng thủ mạng và trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt tiến triển ổn định trong cam kết đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của các quốc đảo Thái Bình Dương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Tôi tin rằng việc tăng cường hợp tác trong hai lĩnh vực này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa các bên. Cuộc đối thoại quốc phòng này có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Fiji, Papua New Guinea và Thái tử Vương quốc Tonga. Đại diện 11 đảo quốc khác không có lực lượng quân đội tham dự theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Australia, New Zealand, Pháp, Canada, Chile, Anh và Mỹ cũng tham dự với tư cách là các nước đối tác. Cuộc đối thoại diễn ra trước thềm hội nghị lãnh đạo các quốc gia Thái Bình Dương lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Tokyo. Vào ngày 20 tháng 3, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU và các nhà lập pháp của khối này đã đạt được thỏa thuận hạn chế nhập khẩu miễn thuế một số loại ngũ cốc của Ukraine. Và đây được xem là một động thái làm xoa dịu làn sóng biểu tình phản đối của nông dân ở nhiều nước EU trong thời gian vừa qua.
Cụ thể, thỏa thuận gia hạn thêm 1 năm miễn thuế, song bổ sung thêm yến mạch, trứng, thịt gia cầm và đường vào danh sách các sản phẩm nhập khẩu tự vệ nhằm ngăn chặn hàng nhập khẩu giá rẻ tràn ngập thị trường. Trong đó, lúa mì và lúa mạch sẽ không nằm trong danh sách này. Nghị viện châu Âu EP cho biết, biện pháp phanh khẩn cấp được sử dụng để ngăn lượng nhập khẩu tăng vượt quá khối lượng trung bình trong năm 2022 và 2023. Theo EP, thỏa thuận này sẽ củng cố cam kết của EU kề vai sát cánh với Ukraine, cũng như làm giảm áp lực lên nông dân EU trước sự gia tăng đột ngột của hàng nhập khẩu từ Ukraine. Dự kiến, thỏa thuận này sẽ được các nước thành viên EU chính thức thông qua tại cuộc họp toàn thể vào cuối tháng 4 và có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6 tới. Sở đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố một dòng tiền xu mới, in hình chiếc phi thuyền mang tính biểu tượng của bộ phim viễn tưởng Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao. Đây là mẫu xu đầu tiên trong loạt 4 mẫu mới dành riêng cho các phương tiện nổi tiếng trong loạt phim ăn khách này. Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh cho biết, với các mệnh giá 50 pen và 1 bảng Anh, khi nghiêng đồng xu sẽ thấy chiếc phi thuyền Millennium Falcon và biểu tượng Star Wars của Liên minh nổi dậy. Các thợ đúc tiền đã kết hợp các kỹ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại, sử dụng laser picosecond tiên tiến để in các mẫu thiết kế phức tạp lên các đồng tiền. Các mẫu đồng xu in hình các phi thuyền khác của bộ phim sẽ gồm Fighter, X-Wing và Death Star 2 cũng sẽ sớm được công bố. Đại diện của Sở đúc tiền Anh cho biết, dòng tiền xu này nhằm kỷ niệm loạt phim viễn tưởng nổi tiếng nhất thế giới Star Wars quay trở lại, đồng thời kỳ vọng chúng sẽ tạo nên sự hào hứng giữa những người hâm mộ của bộ phim cũng như những người thích sưu tập tiền xu. Thưa quý vị, hạnh phúc cho mọi người là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm nay, nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức và cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Mưu cầu hạnh phúc không chỉ riêng ai, và khi dân số Trung Quốc già hóa, những người ở tuổi xế chiều tại Thượng Hải đang cố gắng xua đi nỗi cô đơn bằng những buổi hẹn hò. Từ hơn 10 năm nay, mỗi tuần, nhóm mai mối những người đã nghỉ hưu ở Thượng Hải lại tụ tập. Họ đem theo trà, bánh, thậm chí là rượu từ nhà. Bầu không khí và tiếng ồn xung quanh khiến nơi đây giống căng tin trường học cấp 3 hơn là nơi người già tụ tập. Một số người ngồi cười khúc khích và trò chuyện, trong khi số khác lại đi lại trong phòng để làm quen với những người bạn mới. Là một người đàn ông, đặc biệt là đã lớn tuổi, tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm lãng mạn là liều thuốc chữa lành. Tôi luôn tin rằng nếu tôi có thể tìm một người bạn có thể cùng chia ngọt sẻ bùi thì không còn gì để tiếc nuối. Người đàn ông 68 tuổi thường xuyên ngồi tàu điện nửa tiếng để đến các buổi mai mối hẹn hò mỗi tuần. Tôi không tới đây để tìm kiếm một người vợ. Tôi tới đây vì tôi thấy mình được thư giãn vui vẻ. Vì giờ tôi và những người ở đây đều đã già. Chúng tôi cần không gian thư giãn, giao lưu của riêng mình. Đừng nghĩ rằng chúng tôi kiếm vợ, kiếm chồng. Chúng tôi chỉ kết bạn, tìm kiếm niềm vui. Các buổi hẹn hò này không có người đứng ra tổ chức. Đa số cho biết đến đây vì nghe bạn bè kể chuyện. Chúng tôi đã biến nơi này thành một tụ điểm của các cụ. Bạn biết đấy, tỷ lệ ly hôn ở Trung Quốc là khá cao. Vậy sau khi ly hôn, làm sao để cân bằng cuộc sống tình cảm? Họ phải tìm kiếm một nơi để chữa lành. Do đó, cửa hàng muốn cung cấp một nơi giống ở nhà để họ gặp gỡ bạn bè. Khi đã ở độ tuổi này, tôi nhận ra mình không có nhiều thời gian để ngại ngùng nữa. Tôi không ngại nói ra cảm xúc của mình. Không chỉ những người trẻ tuổi mới cần tình yêu, người già như chúng tôi cũng muốn được yêu thương. Không chỉ hẹn hò trong những không gian hẹp, một số người còn tới công viên nhân dân vào cuối tuần. Họ tự giới thiệu bản thân và trò chuyện với người khác. Tuy nhiên, do đa phần những tụ điểm này đều là tự phát, không có nhà quản lý, nên có thể xuất hiện những kẻ xấu lợi dụng sự cả tin và yếu lòng của người khác. Có lẽ những người lớn tuổi cần có những câu lạc bộ làm quen đúng nghĩa để tình yêu xế chiều được lên tiếng. Ngày 19 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo ảnh hưởng của nạn đói tại dải Gaza ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh nhiều trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do cân nặng quá thấp. Trong một tuyên bố, WHO bày tỏ quan ngại tình trạng phụ nữ mang thai bị thiếu cân có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho cả người mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, nhiều trẻ em cũng cận kề cái chết do thiếu lương thực. Hiện WHO đang tập trung vào việc thành lập các trung tâm y tế để giúp ổn định tình trạng suy dinh dưỡng tại Gaza, song điều này cần tới những nguồn lực lớn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh thông báo hơn 2.000 tấn hàng viện trợ của nước này đã tới Gaza qua Jordani và sẽ được phân phối bởi chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, Ai Cập cho biết đã tiếp nhận thêm 4 máy bay chở hàng viện trợ với hơn 135 tấn hàng và hơn 70 xe tải hàng hóa đã tới Gaza qua cửa khẩu Rafah. Tổ chức nhân đạo Open Arms cũng xác nhận đã vận chuyển 200 tấn viện trợ lương thực tới Gaza trong tuần này và kêu gọi các quốc gia tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ thông qua hành lang nhân đạo trên biển từ Cộng hòa Síp tới Gaza. Sáng nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Australia Penny Wong đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Canberra của Australia, trong đó thì tập trung vào các vấn đề song phương nổi bật như là thuế quan, quyền con người và an ninh khu vực, cũng như là những vấn đề nóng trên thế giới hiện nay. Ngoại trưởng Australia khẳng định hai bên sẽ nỗ lực giải quyết một cách sáng suốt các bất đồng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh quan hệ Trung Quốc-Australia đang đi đúng hướng, thúc đẩy sự tin tưởng giữa hai bên. Nhà ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là một năm quan trọng để phát huy những thành quả đã đạt được và tiến xa hơn nữa. Ông kêu gọi hai bên cần cùng nhau xây dựng một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hiệu quả, vững vàng hơn nữa. Về phần mình, Ngoại trưởng Australia Penny Wong hoan nghênh những tiến bộ trong thương mại giữa hai nước với việc dỡ bỏ nhiều lệnh cấm xuất khẩu từ phía Trung Quốc thời gian qua, đồng thời khẳng định đối thoại là cơ hội để hai bên thu hẹp những khác biệt. Đối thoại có thể không xóa bỏ hẳn được những khác biệt của chúng ta, nhưng chính phủ Australia sẽ luôn nỗ lực để xử lý những bất đồng này một cách sáng suốt. Cuộc gặp của hai quan chức ngoại giao hàng đầu hai nước diễn ra trong bối cảnh chính phủ hai bên đang hàn gắn quan hệ sau nhiều năm căng thẳng do Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng việc áp thuế đối với các sản phẩm hàng hóa của Australia. Tuy nhiên, hai năm gần đây, hầu hết các rào cản thuế quan này đã được dỡ bỏ. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3 tại thành phố Mông của Bỉ đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần thứ 10 về các vùng và thành phố và kỷ niệm 30 năm thành lập ủy ban các vùng của châu Âu. Hội nghị đã thông qua tuyên bố Mông, trong đó nêu rõ những ưu tiên cho một châu Âu mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và có khả năng phục hồi cao hơn trong tương lai. Tin do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại châu Âu thực hiện. Sự kiện có sự tham dự của hơn 3.000 lãnh đạo các vùng và thành phố trên khắp Liên minh châu Âu-EU. Các nhà lãnh đạo địa phương đã thông qua tuyên bố Mông và văn kiện này đã được chuyển cho Thủ tướng nước chủ nhà Alexander De Croo, đại diện Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU của Bỉ. Tuyên bố đặc biệt kêu gọi các khoản đầu tư công đầy tham vọng, phù hợp với mục đích và được hỗ trợ bởi ngân sách ngày càng tăng. Những khoản đầu tư này phải được định hướng bằng mục tiêu gắn kết kinh tế, xã hội và lãnh thổ, với chính sách gắn kết là nền tảng của dự án châu Âu, đổi mới cam kết dành cho thỏa thuận xanh châu Âu với tư cách là kim chỉ nam của EU. Chính sách này phải trao thêm quyền lực cho chính quyền địa phương và khu vực. Tham vọng của các nhà lãnh đạo vì tương lai của châu Âu là theo đuổi sự hội tụ kinh tế và xã hội giữa các khu vực khác nhau của châu Âu. Đây chính là nguyên tắc gắn kết. Tất cả những thách thức lớn trong tương lai sẽ được giải quyết hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Các chính sách đảm bảo cơ hội bình đẳng cũng phải được đưa ra nhằm phục vụ mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khía cạnh địa phương và khu vực của nền dân chủ châu Âu. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuộc bầu cử châu Âu. Các thành phố và khu vực đều nhất trí về sự cần thiết của một chính sách hòa nhập được tăng cường để đảm bảo một quá trình chuyển đổi công bằng trong bối cảnh đầu tư của Liên minh châu Âu trong tương lai tập trung vào việc hỗ trợ hòa nhập kinh tế, xã hội và lãnh thổ. Hương Giang, Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Liên minh châu Âu. Hôm qua, nước Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại Bắc bang Arizona, Florida, Ohio, Illinois và Kansas. Các cuộc bầu cử này diễn ra một tuần sau khi đương kim Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành gương mặt đại diện cho chính đảng của mình ra tranh cử vào tháng 11 tới đây. Cả hai ứng cử viên đều được đánh giá sẽ dễ dàng giành chiến thắng tại các bang trên. Tại bang Florida, Đảng Dân Chủ đã hoãn bỏ phiếu sơ bộ và trao toàn bộ 224 phiếu đại biểu cho Tổng thống Biden. Tại bang Ohio, ông Biden và ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của hai đảng, tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Đảng Dân Chủ cho thấy, Tổng thống Biden giành được 87,4% số phiếu ủng hộ, tạm thời giành được 93 trên tổng số 127 phiếu đại biểu của bang này. Trong khi đó, bên phía Đảng Cộng Hòa, ông Trump đạt 78,3% số phiếu bầu, giành trọn 79 phiếu đại biểu. Bên cạnh những thuận lợi, ông Biden và ông Trump cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
Tại bang Illinois, nhiều cử tri tại đây khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho Tổng thống Biden nếu không có lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Trong khi đó, ông Trump lại đang vướng vào các rắc rối pháp lý và đang đối mặt với nhiều cáo trạng. Với tuổi đời gần 60 năm, cứ mỗi giây bán được hơn 16 chiếc, xe đồ chơi Hot Wheels không chỉ là món đồ yêu thích của các em nhỏ mà còn của cả người đã trưởng thành. Đó là câu chuyện của một người đàn ông ở Canada dành cả cuộc đời để sưu tập và sở hữu tới 25.000 chiếc xe cùng các loại phụ kiện xe hơi của Hot Wheels. Đối với ông Doug Woods, thời ông còn là cậu bé 4 tuổi, chiếc VW Beach Bomb nhỏ bé đời 1969 chỉ là một món đồ chơi trị giá 10 xu. Ông chưa bao giờ tưởng tượng rằng 43 năm sau, mình sẽ sở hữu 25.000 chiếc ô tô và phụ tùng Hot Wheels và được coi là một trong những chuyên gia Hot Wheels hàng đầu Canada. Ngày nay, những chiếc xe Hot Wheels là một phần cuộc sống của ông. Khi kết hôn, ông đã sử dụng Hot Wheels làm quà cưới. Cô con gái 6 tuổi là đối tác sưu tầm trung thành. Ông thành lập câu lạc bộ Hot Wheels Northern Lights, tổ chức họp mặt hàng tháng. Tháng 2 vừa qua, ông thậm chí còn trưng bày những chiếc xe hiếm nhất của mình tại triển lãm ô tô quốc tế Canada. Gia đình tôi thực sự ủng hộ sở thích của tôi, mặc dù đó là một sở thích tốn kém. Nó đã giúp tôi kết nối nhiều bạn bè trong nhiều năm qua trên toàn thế giới. Đối với Woods, mục tiêu chính của ông không phải phá kỷ lục của một nhà sưu tập người Mỹ sở hữu 30.000 chiếc Hot Wheels, mà là tìm một nơi để trưng bày bộ sưu tập của mình, thậm chí còn cân nhắc việc mở một bảo tàng du lịch. Hot Wheels là dòng sản phẩm của công ty Mattel, được sản xuất từ năm 1968. Báo cáo thường niên gần đây nhất của Mattel cho thấy, vào năm 2022, doanh số bán hàng trên thị trường của Hot Wheels đạt gần 618 triệu đô la Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ. Được tổ chức lần đầu tiên kể từ năm 2013, và ngày 20 tháng 3 hàng năm thì đã được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố vào ngày hôm nay, Phần Lan tiếp tục đứng đầu thế giới năm thứ 7 liên tiếp. Phần Lan đứng đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm thứ 7 liên tiếp, theo sát là Đan Mạch và Iceland. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là biên tập viên của báo cáo Hạnh phúc Thế giới, giáo sư Jean-Manuel Deneuve, cho biết các yếu tố góp phần mang lại hạnh phúc cho người dân là GDP bình quân đầu người, phúc lợi xã hội, tạo tâm lý ổn định và tuổi thọ khỏe mạnh. Sự giàu có là rất quan trọng, nhưng đặc biệt là cách phân bổ của cải. Ở Phần Lan, Đan Mạch và các nước Scandinavia khác, bạn sẽ thấy rằng của cải được phân bổ đồng đều hơn, nên nhiều người được hưởng lợi từ của cải được tạo ra ở những quốc gia này. Và sau đó, mỗi người cũng ủng hộ nhà nước mang lại sự ổn định về tâm lý. Theo báo cáo, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ, trong khi ở Trung Đông và châu Âu lại tăng mạnh nhất. Báo cáo cho biết mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm ở nhóm tuổi trung niên nhiều hơn so với người già và người trẻ. Giàu có là một chuyện, nhưng ngoài ra còn có tuổi thọ mạnh khỏe. Điều này cũng rất cao ở các nước Scandinavia. Và cuối cùng, chúng tôi nhận thấy điều mà các quốc gia Scandinavia thực hiện nổi bật là về kết cấu xã hội, vốn xã hội của họ. Afghanistan và Liban bị chiến tranh tàn phá vẫn là hai quốc gia bất hạnh nhất trong cuộc khảo sát. Với chủ đề Cùng nhau hạnh phúc hơn, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay, Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi người trân trọng cảm giác được kết nối với người khác và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, khuyến khích mọi người cam kết tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và các cuộc xung đột. Sau chuyến bay từ Hà Nội và có nguyên buổi chiều để nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng, vào tối ngày hôm qua ngày 19 tháng 3, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập thuộc khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno, chuẩn bị cho trận đấu gặp chủ nhà Indonesia diễn ra vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Nhiệt độ ngoài trời buổi tối tại Jakarta khá dễ chịu, khoảng từ 27 đến 29 độ. Điều kiện này khá thuận lợi cho việc tập luyện và thi đấu.
Tại buổi tập, huấn luyện viên Philippe Troussier tiếp tục triển khai giáo án quen thuộc. Tuy nhiên, cường độ vận động được đẩy lên cao hơn nhằm giải phóng sức ì cho các cầu thủ. Nhà cầm quân người Pháp cũng đang có trong tay lực lượng sung sức nhất. Không có trường hợp nào bị chấn thương hay gặp vấn đề về sức khỏe. Theo kế hoạch, tối nay đội sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Gelora Bungkarno. Tuy nhiên, theo thông báo từ AFC, để bảo dưỡng mặt sân cỏ phục vụ cho trận đấu ngày 21 tháng 3, cả hai đội tuyển Indonesia và Việt Nam đều không được tập trên mặt sân này. Trên thực tế, mặt cỏ sân thi đấu Bungkarno chưa kịp hồi phục sau sự kiện âm nhạc và sự kiện phục vụ tranh cử tổng thống diễn ra hơn một tháng trước được tổ chức tại đây. Do không có buổi tập làm quen sân, nên ngày mai thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ có buổi tham quan sân vận động Gelora Bungkarno nhằm giúp các cầu thủ có cảm giác tốt hơn về không gian của địa điểm thi đấu. Sau đó sẽ tiếp tục tập trên sân đội đã luyện tập vào tối 19 tháng 3. Dự kiến trong ngày hôm nay, 20 tháng 3, lãnh đội Đoàn Anh Tuấn và trợ lý huấn luyện viên Ngô Tuấn Vinh sẽ tham dự cuộc họp kỹ thuật trước khi vào cuộc họp báo. Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier và một cầu thủ sẽ tham dự họp báo trước trận đấu vào lúc 12 giờ cùng ngày. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay ngày 20 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Thứ nhất, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ vào quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ hai, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và